Và hôm nay thì Anna rất là vui được thay mặt cho các thủ lĩnh để mà mình chia sẻ cùng với anh chị em một cái công thức, một cái lò mà từ một cái người bình thường cũng có thể biến thành một người phi thường. Và chúng ta đều biết rằng là chúng ta có mặt ở đây, chúng ta làm việc ở đây, chúng ta cần có một cái hệ thống đào tạo huấn luyện. Bởi vì chính cái hệ thống đào tạo huấn luyện đấy sẽ làm cho chúng ta đi theo một vector. Chỉ nói một cách đơn giản như thế này thôi. Nếu như bây giờ nhá, chúng ta có 5 người giỏi đi. Giả sử anh chị em mà có 5 người giỏi, ai ở đây thích mình có 5 đại bàng đâu, mình giơ ngón tay cái nào. À vâng, cảm ơn anh chị em. Nếu giả sử bây giờ mình có 5 đại bàng, 5 ông đấy mỗi ông một kiểu, thế có phải mình ở giữa mình thành ngũ mã phanh thây không? Đúng không ạ? Nếu đúng thì giơ ngón tay cái. Đấy. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái cách nào đó để mà chúng ta đưa hết tất cả mọi người theo cùng một cái vector, chúng ta theo cùng một cái chí hướng. Và bằng cái hệ thống đào tạo huấn luyện mà cái văn hóa của chúng ta đồng nhất, cái cách làm của chúng ta nó có một cái khung chung. Đương nhiên cái ruột của mỗi một đội có thể khác nhau, thế nhưng mà cái khung thì nó phải chung. Và bởi vì cái khung chung như vậy cho nên chúng ta mới có thể đi xa cùng nhau được. Và bây giờ hệ thống chúng ta có 60.000 tư vấn viên, thì trong tương lai nó sẽ nở ra gấp 10, gấp cả trăm lần như vậy. Thì chúng ta cũng đã sẵn sàng, để cái khung này sẵn sàng để có thể mở rộng và tối đa lượng tư vấn viên vào. Mình vẫn có thể sử dụng được cái nền tảng này. Đấy là một cái lý do đầu tiên, là nếu ngay cả khi chúng ta có người giỏi, chúng ta cần phải có một cái lò để theo cùng một cái vector. Cái số 2, bao nhiêu bạn ở đây đang có một cái như kiểu một cái trăn trở là làm sao để mà mình có thể hiểu rõ được mọi mọi cái thông tin, mọi cái kiến thức, mọi cái mọi gọi là một cái kỹ năng, mọi cái bí quyết để làm cái công việc này một cách nhanh nhất. Bao nhiêu bạn đang có cái trăn trở đấy thì giơ ngón tay cái. À đúng rồi. Thế thì Anna cũng như các bạn, nếu như mà những cái lần đầu tiên, những cái ngày đầu tiên, những cái bước đi đầu tiên á mới là những cái bước đi mà nó gây khó khăn cho mình. Chứ còn khi mình đã nhuần nhuyễn rồi thì kể cả mình đi 30 năm nó cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng chính những cái bước đi đầu tiên, chính những cái lần đầu tiên mà mình thực hiện bất kể một cái phần nào của công việc, nó mới là cái thứ mà khiến mình cảm thấy là phải có độ dướn mới có thể thực hiện được. Thì để mình có thể hiểu rõ thì mình cần một cái hệ thống mà mình cứ đặt mình vào trong đấy. Bạn có thể ban đầu xuất phát điểm chưa hiểu gì nhiều cả, nhưng bởi vì mình đã đặt mình vào trong đó, và khi mà mình đặt mình vào trong đó thì mình sẽ có một cái cơ hội để hiểu rõ dần lên mỗi ngày đó. Thế đấy chính là một trong những cái lý do cực kỳ quan trọng để mà chúng ta có mặt và đưa mình vào trong cái hệ thống này. Nếu như mà bây giờ nhá, không có sự kiện này thì chúng ta mãi mãi giống như kiểu thầy bói xem voi ấy. Mình sờ chân nó một tí, kể cả vào Zoom học vẫn thế anh chị em ạ. Mình sờ chân nó một tí, mình sờ tai nó một tí, mình sờ đuôi nó một tí. Thế nhưng mà mình không biết cả hình thù con voi nó như thế nào cả. Và đấy cũng là một trong những cái điều mà nhiều anh chị em mình cảm thấy khó khăn khi mà mình bắt đầu. Thế thì nếu mình có mặt ở sự kiện thì mình đã thấy bức tranh toàn cảnh. Và khi mình thấy bức tranh toàn cảnh, tự nhiên cái niềm tin của mình nó tăng lên, tự nhiên mọi thứ nó trở nên rõ ràng. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là à, mọi thứ nó không đến nỗi như là mình hình dung. Tại vì cái khi mà mình tưởng tượng á thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái thứ mà nó kỳ quái, nhưng mà khi mình thấy rồi, mình thấy toàn cảnh rồi thì câu chuyện nó sẽ cực kỳ gọi là nó gọi như thế nào nhỉ? Nó cực kỳ đơn giản, và mình sẽ cảm thấy rằng là những cái gì mà thực tế mình làm ấy nó dễ hơn rất nhiều so với những gì mà mình hình dung. Đấy là cái lý do số 2, tại sao phải có một cái lò luyện như thế. Cái lý do số 3, ở đây có bao nhiêu anh chị em mình đang trăn trở là làm thế nào để mình có thể dẫn dắt được đội của mình, làm thế nào để mà mình đưa đội của mình vào, và có một cái cách nào đó để mà mình dẫn dắt được đội của mình nhanh chóng tạo ra nhiều ô tô, nhiều thủ lĩnh không? Nếu mà mình cũng muốn như thế thì mình giơ ngón tay cả. À ok, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Thế thì những cái khao khát đấy là của chung tất cả mọi người. Và hệ thống của chúng ta thì sớm nhận ra được một cái điều là trong hai cái người khổng lồ để mà mình có thể tận dụng và bước đi, một người khổng lồ là tập đoàn. Họ tạo ra sân chơi, họ tạo ra luật chơi, họ tạo ra những cái sản phẩm, họ tạo ra những cái quy tắc trả thưởng, họ trả tiền cho hệ thống. Ok, đấy là một người khổng lồ. Và một người khổng lồ số 2 chính là cái hệ thống đào tạo và hệ thống dẫn đường.
Và chính cái hệ thống dẫn đường đấy chính là cái lò để biến ngay cả những cái người bình thường mà trở thành phi thường. Còn nếu bạn mà đã phi thường sẵn rồi thì đương nhiên bạn sẽ hoàn thành những cái việc, những đi đến cái đích này mà một cách cũng phi thường như thế. Thế còn ngay cả những người bình thường cơ, những người mà chúng ta đã thấy rằng là có thể xuất phát điểm của chúng ta có thể là không may mắn giống như là được sinh ra ở một cái nơi mà chúng ta muốn, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà có một cái môi trường đào tạo như thế này thì ngay cả khi mà chúng ta cảm thấy là cái quá trình mà chúng ta lớn từ bé đến giờ ấy nó chưa may mắn lắm thì vẫn có cái cách để bạn có thể trở thành phi thường. Bạn chỉ cần thả mình vào cái lò đào tạo này thôi. Đó. Và cái lò đào tạo đấy có tên gọi là hệ thống sao chép, hệ thống sự kiện. Thế thì chính cái hệ thống sao chép này này, cái tên của nó đã thể hiện cái công việc chúng ta sẽ làm rồi. Trong nghề của chúng ta, nhân bản là một việc quan trọng. Chúng ta làm được không, nó không có, tức là ở đây mình có thể nói một câu là xấu đều còn hơn tốt lỏi mà. Nếu như bây giờ mà một mình tốt, chả để làm gì cả. Một mình tốt thì cũng chỉ thu nhập 40 triệu thôi. Một mình tốt cùng lắm thu nhập lên được quãng chừng khoảng 5-70 triệu. Một mình tốt, ok, cứ cho là thu nhập lên cả 100 triệu. Và một mình tốt thì không thể nào mà mình có thể trao ra được nhiều giá trị cả. Tại vì cuối cùng là vẫn có một mình tốt, còn những người khác thì chưa biết. Thế nhưng mà ở đây này, cái môi trường này nó hay ở chỗ rằng là cho chúng ta một cái nền tảng để chúng ta sau khi tu sửa được rồi, sau khi chúng ta biết được những cái kinh nghiệm rồi, thì sau khi chúng ta có được những gì chúng ta muốn rồi, thì mình hoàn toàn có thể dùng chính cái công thức đấy để mình nhân bản ra. Mình nhân bản ra. Cái từ sao chép bạn hiểu một cách nghĩa rộng, có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là bạn tạo ra những con người có những cái phẩm chất như vậy, có những cái kỹ năng như vậy, có những cái kinh nghiệm như vậy. Thế còn thực ra nó giống như một quá trình mô phỏng ấy. Cứ người này mô phỏng người kia, một người này mô phỏng người kia. Và việc của mình là gì ạ? Việc của mình là, nói chung là mọi thứ trên đời này quay trở lại với chính ta đây. Việc của mình là mình cần phải trở thành một cái khuôn chuẩn. Mình trở thành một cái khuôn hình tròn thì mình sẽ đúc ra được những cái sản phẩm hình tròn. Còn nếu mà mình còn chưa hiểu rõ cái sức mạnh của hệ thống sao chép, mình còn là một cái khuôn vuông ấy, mà mình lại muốn là mình đúc được những sản phẩm hình tròn, thì cái việc đấy là gần như kiểu vô phương cứu chữa. Đấy, gần như không thể có khả năng được. Thế là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nhắc lại cái sức mạnh của hệ thống sao chép. Và một số anh chị em mà mình vừa rồi được đi Rick Camp á, thì mình cũng đã được chia sẻ lại cái phần này rồi. Và có rất nhiều anh chị em thì bây giờ mình lại chưa đi Rick Camp được vừa rồi. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta thảo luận về cái sức mạnh của hệ thống sao chép. Và đây có lẽ là cái phần mà nó chiếm đến 80%, nó tạo ra tiền của chúng ta, nó tạo ra giá trị của chúng ta, nó làm cho chúng ta có cái sự kết nối với nhau và làm cho chúng ta tận dụng được cái sức mạnh của người khổng lồ. Vậy thì hệ thống sao chép nó có nghĩa là mình sẽ cần phải hiểu nó một cách cơ bản là như thế nào. Thì Anna xin phép được chia sẻ màn hình lên đây để mà trao đổi với anh chị em. Cái hệ thống sao chép của chúng ta, cái này ạ, gọi là đầu vào, đúng không ạ? Cái này là đầu vào này. Sau đó qua một cây lò thì mình ra được một cây đầu ra. Đấy. Thế thì cái này gọi là S69. Này gọi là hệ thống S69. Và đầu ra của chúng ta là thủ lĩnh. Đó. Thế thì việc của chúng ta là gì ạ? Việc của chúng ta là đi theo cái vector này. Đấy là việc của mình. Việc của mình là đi theo cái vector này. Đó. Và nếu như mà mình có nhiều cách để trở thành thủ lĩnh nhá. Nhưng cái cách riêng của mình ấy, nó có thể đúng với mình và có thể sai với người khác. Còn cái cách của hệ thống là nó sẽ đúng và phù hợp cho tất cả mọi người. Và nghề của chúng ta là không phải là một mình làm được. Nếu mà mình làm được thì đơn giản lắm ạ. Thế nhưng mà sau khi mình làm xong, mình phải có một cái công thức.
mình mang cái công thức đấy mình đi hướng dẫn người khác, hoặc là ngay cả khi có bất cứ ai mà họ không có cái không có sự gần gũi với mình nhưng họ sử dụng công thức này thì họ vẫn có thể đi được đến đích. Đấy chính là cái mục tiêu của cái hệ thống sao chép. Và cái hệ thống sao chép mà đúng chuẩn nhá, thì nó phải là một cái hệ thống mà nó phù hợp với số đông. Và chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn lại xem là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống sao chép này như thế nào. Đầu tiên, tất cả chúng ta khi mà chúng ta nó chúng ta đây, chúng ta sẽ mô phỏng lại như thế này, một cách đơn giản hơn một tí để mình hiểu rõ được cái hệ thống sao chép của mình. Cái này của mình là đầu vào. Rồi, đầu vào. Thế thì đầu vào này của mình này, thì mình bắt đầu mình bước vào hệ thống của mình, thì mình sẽ có một cái là những cái buổi chia sẻ 1-1. Sau đấy là những buổi chia sẻ 2-1. 1-1 là mình trực tiếp làm với cái người mà mình đang muốn giới thiệu. 2-1 là mình cùng với người hướng dẫn của mình hoặc một ai đó trong hệ thống dẫn đường của mình làm việc với cái người đấy. Và mình có thể là những cái chia sẻ nhóm. Những cái chia sẻ nhóm có thể là trực tiếp hoặc là online đều được. Thế thì sau khi mà đến đây á thì nó sẽ dẫn tiếp đến một cái nấc tiếp theo. Một cái nấc tiếp theo. Vẽ trên Zoom nó méo méo tí cũng được nhá anh chị em nhá. Rồi, đến một nấc tiếp theo là những cái hội thảo. Những cái hội thảo. Là những cái hội thảo. Rồi, cái hội thảo này cũng như thế, cũng có thể là online hoặc là offline. Cũng tương tự như vậy. Và sau khi mà đến hệ thống các cái hội thảo xong thì mình tiếp tục dẫn đến đâu? Mình tiếp tục dẫn đến cái đào tạo. Những cái đào tạo cơ bản. Những đào tạo cơ bản này mình cũng có thể làm trên Zoom, online và offline. Sau khi mà đã một người đã trải qua đào tạo cơ bản xong, họ bắt đầu biết làm một số phần công việc. Họ bắt đầu những cái bước đi gọi là những cái bước đi cơ bản ban đầu. Và rồi họ sẽ đến được một cái nơi mà chúng ta vừa trải qua ba miền đấy ạ. Vô cùng hào hứng ạ, đúng không ạ? Vô cùng nhiều cảm xúc. Đó. Là Rick Camp. Họ sẽ tới một cái nơi là Rick Camp. Sau khi mà ở Rick Camp xong thì đi đâu tiếp? Có rất nhiều bạn bây giờ đi Rick Camp về không biết sẽ làm gì tiếp, không biết hệ thống sẽ đưa mình tiếp đến đâu. Thì chúng ta sẽ đến tiếp một nơi là cái đào tạo thủ lĩnh. Mình sẽ đến một cái lò đào tạo thủ lĩnh. Một tí nữa mình sẽ nói là cái lò đào tạo thủ lĩnh là gồm có những cái gì. Và sau đây thì mình ra thêm được một cái phần nữa. Mình lại đến một cái nơi nữa. Một cái nơi mà chúng ta cũng sắp có. Rất là hào hứng. Cả hệ thống chúng ta đang hào hứng. Đại hội kinh doanh của tập đoàn. Chúng ta lại đến một cái nơi là đại hội kinh doanh của tập đoàn. Và sau đó mình sẽ ra đầu ra. Đó. Đây. Đầu ra của chúng ta sẽ là thủ lĩnh. Đây chính là hệ thống sao chép của chúng ta. Đơn giản thế thôi. Thế và chúng ta cần phải nhớ được cái lịch mà sự kiện của chúng ta. Tại vì á, là cái đào tạo thủ lĩnh này, nó gồm có những cái gì cũng là một trong những phần rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ cùng thấy rằng là riêng cái lò đào tạo thủ lĩnh này nhá là gồm cái gì nhá. Đó. Thì lò đào tạo thủ lĩnh á, số 1 á, là Dream Team. Có nghĩa là khi mà các bạn bắt đầu từ K6 trở lên, các bạn sẽ được vào đội hình trong mơ. Các bạn sẽ được đào tạo huấn luyện về cái khả năng lãnh đạo, khả năng dẫn dắt. Lúc này chúng ta bắt đầu có đội nhóm.
lúc này cái doanh nghiệp của chúng ta bắt đầu cất cánh, cho nên là chúng ta sẽ cần phải được trang bị cho mình những cái kỹ thức, cái kiến thức và cái kỹ năng, không phải chỉ là để làm việc xử lý những cái công việc như là bán hàng hoặc là như làm tìm người, mà chúng ta sẽ bắt đầu tập trung khá là nhiều thời gian của chúng ta vào cái việc dẫn dắt đội nhóm, làm sao để mình có đủ cái khả năng, đủ cái năng lực, đủ cái độ trưởng thành để mà mình lớn trưởng thành cùng với sự nở rộng của hệ thống. Nữa là mình sẽ theo cái dòng chảy sự kiện. Hai. Để đi để Anna làm như thế này cho nó dễ hiểu. Cái dòng chảy sự kiện của chúng ta. Và cái này chúng ta nói nhắc lại nhiều lần rồi, nhưng bây giờ mình vẫn cứ phải tiếp tục nhắc lại. Tháng 1 là chúng ta có Rick Game. Tháng 2 chúng ta sẽ có Online Game. Online Game của chúng ta là cái này là dành cho K4 trở lên. Và đây là chương trình duy nhất cuối cùng mà dành cho K4 trở lên. Tháng 3. Thủ lĩnh ơi, em nói luôn lịch đổi. Yes, yes. Tháng 3 chúng ta sẽ có bán hàng bùng nổ. Bán hàng bùng nổ này là dành cho K6 trở lên, tổ chức ở hai miền. Tháng 4, đầu tháng 4, ngay đầu tháng 4 mình sẽ có đại hội kinh doanh. Ngay đầu tháng 4 mình sẽ có đại hội kinh doanh. Đại hội kinh doanh này thì không bán vé mà sẽ có điều kiện vé. Tháng 5 là mình sẽ có trại lãnh đạo dành cho K7 trở lên. Và cái trại lãnh đạo này này thì sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng. Rất là một nơi rất là đẹp đúng không ạ? Năm nay tôi đảm bảo các bạn đi du lịch cơ hả? Đi du lịch tất cả những cái chỗ nào đẹp nhất của Việt Nam. Tháng 6 là mình sẽ có chương trình Rick Camp. Cái Rick Camp 3 miền. Rick Camp 3 miền này mình sẽ dành cái tiêu chuẩn K5 trở lên. Các bạn cần phải lưu ý, chúng ta cần phải nắm được cái tiêu chuẩn luôn để mình có cái kế hoạch, mình xây dựng đội của mình từ đầu năm. Tháng 7 là chúng ta sẽ có bậc thầy sân khấu dành cho K9 trở lên. Chỗ này tổ chức ở Nha Trang hoặc là Phú Quốc. Tổ chức ở Nha Trang hoặc Phú Quốc. Tháng 8 mình có đào tạo nhà đào tạo dành cho K7 trở lên và tổ chức ở Vũng Tàu. Tháng 9 là mình sẽ có đại hội kinh doanh hoặc là đi Nga. Các bạn cần chuẩn bị tiền để sẵn con heo đi nhá. Tháng 10 chúng ta lại có chương trình xoay chuyển vận mệnh dành cho K8 trở lên. Và cái chương trình này tổ chức ở đâu thì chúng tôi sẽ thông báo sau này. Tháng 11 là chúng ta có chương trình trại chiến binh bất tử, tổ chức ở Đà Lạt. Tháng 12 chúng ta có chương trình Rick Camp 3 miền và cũng dành cho K5 trở lên. Đây là cái lịch sự kiện của chúng ta. Nếu như mà bạn muốn đầu ra của bạn là thủ lĩnh, nếu như bạn xác định là bạn sẽ đưa dấn thân bạn vào cái lò này, có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn phải có mặt, bạn cần phải có mặt ở trong cái chương trình mà đào tạo ra các thủ lĩnh. Bạn cần phải nhanh chóng trở thành K6 để vào Dream Team. Bạn cần phải có mặt ở tất cả các sự kiện và đưa tối đa người của mình đến tất cả các sự kiện. Đó. Và việc của mình á là bước 1, có rất nhiều anh chị em đây mình rất là giỏi. Mình giỏi cho nên là mình có thể tự tạo ra được một hệ thống. Thì để mà nó có sức mạnh thì bước 1 thì mình sẽ sử dụng hệ thống. Nghĩa là bây giờ anh chị em mình mới vào này, hoặc anh chị em mình vào hoạt động được một thời gian, mình sẽ sử dụng cái hệ thống này. Đã có sẵn ra một cái hệ thống này rồi. Và việc của mình là gì? Việc của mình là đi theo cái dòng chảy này. Việc của mình là tận dụng cái sức mạnh của hệ thống sự kiện này. Rồi đến bước 2. Bước 2 bắt đầu mình tham gia vận hành hệ thống. Có nghĩa là ví dụ như Anna và các thủ lĩnh ở đây và các nhà tư vấn chuyên nghiệp họ tham gia vận hành hệ thống, họ chia nhau theo những cái lịch đào tạo chung, họ đóng góp vào xây dựng vào những cái văn hóa chung, thì việc của mình là phải tham gia vận hành hệ thống để mình biết được một hệ thống nó tạo được tạo ra như thế nào. Thì bước 3 là bạn sẽ tự tạo ra một hệ thống.
Rồi ví dụ như là ở đây chúng ta lên thủ lĩnh quốc tế chẳng hạn này, cái lực lượng nó rất là đông, tự mình cũng phải tạo ra những cái hệ thống nhỏ, những hệ thống sự kiện nhỏ kèm với hệ thống sự kiện lớn. Bạn có thể nhìn thấy rằng là nếu mà lịch sự kiện năm ngoái với năm nay là đã rất là khác nhau rồi. Năm ngoái đầu năm thì Rickcamp vẫn là 200-300 điểm, 500 điểm, nhưng mà đến tầm cuối năm đã Rickcamp đã là 500 với 1.000 điểm rồi. Năm ngoái những cái sự kiện thì chưa được có từ đầu năm như thế này, còn bây giờ đã có từ đầu năm như thế này để làm gì ạ? Để tất cả các nhóm nhỏ, việc của mình là phải đưa ra được những cái sự kiện tương ứng, mình tận dụng cái sự kiện này và mình tận dụng bằng cách là mình sẽ tính toán xem là mình sẽ đưa bao nhiêu đồng đội của mình có mặt ở những sự kiện này. Và để đưa họ có mặt ở sự kiện này được thì mình cần phải tạo ra cái gì? Tạo ra những cái chương trình gì để mình hỗ trợ cho đồng đội của mình. Và khi mình nhìn vào cái lịch như thế này, mình cũng thấy được là càng ngày cái tiêu chuẩn nó sẽ càng cao lên. Có nghĩa năm nay bạn vẫn ở lại hệ thống đúng không? Nhưng mà bạn có phát triển hay không thì hệ thống vẫn phát triển. Cho nên là sang năm thì cái tiêu chuẩn tôi nghĩ là nó còn sẽ còn cao lên nữa. Tại vì những cái tính cái quy mô của chúng ta tổ chức ấy, nó có một cái giới hạn rồi. Cho nên là có thể năm nay Rickcamp là K5. Sang năm Rickcamp là ca mấy thì mình không còn biết nữa. Cho nên là nếu mà mình đang ở đây, mình đang dành thời gian, mình đang có cái cơ hội để tham gia và càng những cái giai đoạn đầu tiên của một hệ thống của mà khi phát triển ở một quốc gia thì chúng ta càng có cái cơ hội là được tham gia mà cái điều kiện nó đơn giản. Cho nên là việc của chúng ta là phải có mặt và phải có trách nhiệm đưa đồng đội của chúng ta có mặt. Đó. Và nếu như mà mình muốn đi theo cái hệ thống này thì bạn sẽ thấy rằng là đầu vào của bạn có thể là bất cứ ai ngay từ bây giờ. Bây giờ đang là tháng 1 và bạn có thể là bất cứ ai. Nếu như bạn có thể theo được cái dòng chảy sự kiện này trong vòng 1 năm thì đầu ra cuối năm nay của bạn là bạn dư sức trở thành thủ lĩnh. Và mình cần phải biết rằng là sự kiện tạo ra trong 1 năm là để xoay vòng tạo lên một lứa thủ lĩnh. Và khi mà mình tham gia vận hành sự kiện và mình tham gia, mình sử dụng cái hệ thống sự kiện này, rồi mình thực sự là mình trưởng thành cùng với hệ thống sự kiện này, thì bạn sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái dòng chảy và đã được sắp xếp việc của bạn là đặt cái thuyền của bạn lên trên cái dòng chảy này. Nếu như mà bạn đặt được cái thuyền của bạn lên trên cái dòng chảy này á, thì ngay cả cái thuyền của bạn á, nó không có gia tốc thì cái vận tốc của dòng chảy cũng đã làm cho bạn đi ra biển lớn rồi. Còn nếu như mà chúng ta có thêm cả gia tốc, tức là bản thân chúng ta cũng có cái sự vận động, bản thân của chúng ta cũng đã là một cái người mà luôn luôn liên tục tiến lên. Có nghĩa là mình không chỉ để cái dòng chảy nó đưa mình đến đâu thì đưa, mà mình còn dùng cái mái chèo mình chèo. Rồi hơn nữa mình còn tìm cách mình gắn cái motor vào trong cái thuyền của mình, đúng không ạ? Mình gắn cái động cơ vào trong cái tàu của mình thì đương nhiên là mình sẽ đi nhanh hơn thôi. Thế thì đây chính là một trong những cái chương trình mà các bạn cần phải đưa mình, thả mình, cho nhúng mình vào đấy. Và chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích cái này một chút nha. Số 1 ấy là Rickcamp xong rồi. Thế có nhiều người là chúng ta đã nhìn thấy được cái bức tranh lớn và mình đã được chuyển đổi rồi. Thì bây giờ online camp tháng 2 này, các bạn cần phải đưa tối đa đồng đội của các bạn có mặt ở đây. Các bạn bằng mọi chiến lược, bởi vì sao? Đây là chương trình cuối cùng trong năm của hệ thống S69 mà có điều kiện là K4 trở lên. Đây là chương trình cuối cùng trong năm của hệ thống chúng ta có điều kiện K4. Và việc của bạn là bạn không được đi một mình mà bạn phải đưa đồng đội của bạn có mặt ở đây. Vì ở đây người ta sẽ được học một cái công thức là công thức để có thể lên K6. Vị trí tư vấn viên trưởng, vị trí quan trọng đối với cá nhân tôi nhé. Vị trí tư vấn viên trưởng là vị trí quan trọng nhất của cả cái hệ thống sơ đồ trả thưởng này. Và từ đó bạn bắt đầu được vào Dream Team, bắt đầu bạn được tiếp xúc với những cái kiến thức về đào tạo, về dẫn dắt, về lãnh đạo. Và từ đấy bạn có được những cái nền tảng để mà bạn xác lập K6 ở trong tháng 2. Bởi vì cái sự kiện đại hội của kinh doanh đã chuyển thành tháng 4, cho nên là chúng ta tháng 3 của chúng ta, nếu chúng ta muốn tháng 3 đi học bán hàng bùng nổ thì tháng 2 bạn đã phải là tư vấn viên trưởng rồi. Và đây sẽ là một thách thức cho chúng ta, thách thức hơn. Lần trước ấy thì chúng ta có thể là tháng 1, tháng 2 chúng ta có thể làm K4. Xong bắt đầu tháng 3 chúng ta có thể lên K6 để tháng 4 chúng ta đi học bán hàng bùng nổ. Nhưng bây giờ câu chuyện nó khác rồi. Buộc lòng là cái sức ép nó mạnh hơn một tí. Nếu bạn quyết định bạn là người trong cuộc, nếu bạn quyết định bạn là người trong cuộc thì bạn phải hoàn thành được K6 vào trong tháng 2.
và bạn hoàn thành K6 bằng chồng vào trong tháng 2 thì bạn ít nhất bạn phải biết cái cách để bạn hoàn thành K6. Và bạn phải đưa được tư vấn viên của bạn, K4 của bạn đến cái sự kiện online game vào tháng 2, nghĩa là tháng 1 thì bạn phải làm việc này. Tháng 1 thì bạn phải tạo ra nhiều K4 này, bạn phải tạo ra tối đa K4 của bạn. Và sau khi bạn tạo ra tối đa K4 của bạn thì bạn đưa họ hết vào online game. Ở đó, vào khi nếu mà tháng 2, tất cả những người mà đã đi học online game mà họ chuyển hóa, mà tất nhiên là họ chuyển hóa rồi. À, và nó sẽ có tỷ lệ là chuyển hóa nhanh và hay là chuyển hóa chậm hơn một tí thôi. Chứ còn tất cả mọi người đều sẽ chuyển hóa. Và lúc đó bạn sẽ có cái cơ hội là xác lập lên cái vị trí là K6. Và lúc đó bạn sẽ có cơ hội đến với chương trình bán hàng bùng nổ. Sau trong cái chương trình bán hàng bùng nổ này này, thì bởi vì bạn đã là K6 trở lên rồi, cho nên là cái lực lượng của bạn mà đến đại hội kinh doanh ấy, nó sẽ đông hơn. Nếu một khi mà bạn đi theo đúng cái dòng chảy này thì nó sẽ làm cho cái, cho cái hệ thống của bạn bùng nổ rất là mạnh. Tức là bạn học bán hàng bùng nổ, mỗi một chương trình ở đây nó nhằm một cái mục tiêu khác nhau. Và chương trình bán hàng bùng nổ để giúp cho hệ thống của bạn bùng nổ. Đó, nó có chữ bùng nổ ở trong đấy. Bùng nổ này là bùng nổ về mặt con người. Bán hàng bùng nổ không phải là một chương trình dạy bạn làm sao đó để bạn đi bán được những cái sản phẩm. Bán hàng bùng nổ là một chương trình thiết kế để giúp bạn có thể xây dựng được một hệ thống bán hàng. Một người bán hàng nó khác hoàn toàn với một hệ thống bán hàng. Một người bán hàng khác hoàn toàn với 10.000 người, rồi 60.000 người, rồi 100.000 người, rồi cả triệu người bán hàng. Không ai mạnh bằng tất cả chúng ta. Và bạn sẽ được học cái cách như thế. Và không phải là anh Trương Huy Cường, hoặc là Anna Nguyễn, hay là chị Đặng Việt Phương, hay là anh Huynh, hay là bạn Ánh, hay là rất nhiều các anh chị em thủ lĩnh khác ở trong hệ thống mới có khả năng tạo ra được một hệ thống bán hàng bùng nổ. Mà tất cả chúng ta đều sẽ được trang bị cái kiến thức đó, đều sẽ được chia sẻ cái kinh nghiệm đó. Và từ cái kinh nghiệm mà của các thủ lĩnh chia sẻ thì bạn sẽ biết cái cách mà làm thế nào đấy để bạn có thể giúp hệ thống của bạn tăng trưởng bùng nổ. Và lúc này rồi á, thì cái số lượng người mà bạn đưa đến đại hội kinh doanh nó sẽ tăng lên. Nó sẽ tăng lên rất là đáng kể. Thay vì trước đây có thể bạn đang mơ màng, bạn đang nghĩ rằng là à, tôi sẽ đến đại hội kinh doanh một mình, đúng không ạ? Thay vì là có thể mình sẽ mơ màng, mình nghĩ như thế là ừ thôi, tôi như thế này, tôi đến đại hội kinh doanh một mình thôi. Thế nhưng mà nếu như mà bạn có được một cái chương trình xen giữa là cái chương trình online game, xen giữa là cái chương trình bán hàng bùng nổ, thì ngay sau đó bạn sẽ có một đội nhóm của bạn để bạn đưa đến đại hội kinh doanh. Mà cái số lượng người bạn đưa đến đại hội kinh doanh ấy, nó sẽ quyết định cái vận tốc của bạn trong năm nay nó sẽ như thế nào. Nó sẽ quyết định cái vận tốc đấy. Bạn muốn nhanh hay bạn muốn chậm thì bạn càng cần phải đưa được tối đa tư vấn viên của bạn có mặt ở sự kiện. Và có thể nói là đến bây giờ thì tiêu chuẩn để đến đại hội kinh doanh là tiêu chuẩn dễ nhất của chúng ta. Chúng ta không còn một cái tiêu chuẩn nào mà dễ hơn cái tiêu chuẩn đến đại hội kinh doanh nữa. Và một sự kiện mà 5.000 con người, 10.000 con người, tôi cũng nghĩ là quy mô của chúng ta nó sẽ nằm đâu đâu quãng chừng ở cái chỗ đấy đấy. Và với sự kiện như vậy thì niềm tin của họ tăng lên. Một trong những cái sức mạnh của sự kiện ấy, nó khác với cả những cái lúc mà chúng ta ngồi chúng ta đào tạo online như thế này này. Nó nằm ở cái chỗ niềm tin. Giải quyết được cái niềm tin. Và khi mà từng đấy con người được giải quyết niềm tin nhé, từng đấy con người thấy được bức tranh lớn, từng đấy con người không còn là thầy bói xem voi nữa, từng đấy con người hình dung ra được là cái hành trình của họ đi như thế nào, họ hình dung ra được là cái quy mô của sự kiện, họ biết là cái tập đoàn này là cái tập đoàn như thế nào, những con người đang dẫn dắt hệ thống là những con người như thế nào, những con người đang tham gia ở trong tổ chức của chúng ta là những con người như thế nào, và họ tăng cái niềm tin về tập đoàn, họ tăng niềm tin về hệ thống dẫn đường. Và với cái việc mà họ tăng cái niềm tin như vậy á, cái nhận thức của họ thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn luôn. Bây giờ nhá, chúng ta cùng nhau chúng ta hình dung tí này. Tôi để cái màn hình này cho tôi đỡ thấy cái mặt tôi. Tôi thấy nãy giờ thấy mỗi cái mặt tôi. Không thấy các bạn đâu cả, thế mà tôi buồn. Có nghĩa là bây giờ mình cứ hình dung nhá. Trong đội của bạn á, có 10 người. 10 người như thế thì bây giờ chỉ có 2 người hoạt động mạnh thôi chẳng hạn. Có 2 người hoạt động mạnh và bạn rất là chăn trở làm thế nào đấy để 10 người đều hoạt động mạnh. Thay vì mình phải nói bằng lời, người ta nói rồi, chăm nghe không bằng một thấy, mà chăm thấy không bằng một sờ, đúng không? Thế bây giờ chăm thấy không bằng một cái trải nghiệm. Nhìn từ xa nó khác hoàn toàn, nhìn trên Zoom, nhìn trên video, ừ thì mình cũng gia tăng niềm tin rồi. Nhưng nó khác hoàn toàn với cái việc là mình sống ở trong đấy, mình nhúng mình vào trong đấy,
mình là một thành phần tạo ra cái sự kiện đấy. Nó khác nhau hoàn toàn, cái cảm xúc nó khác nhau hoàn toàn. Các bạn cứ hình dung mà xem. Bây giờ nhá, bạn được hôn với cô gái mà bạn yêu, với cái việc là bạn tưởng tượng ra là bạn hôn cô gái bạn yêu, thì rõ ràng cái việc bạn hôn nó sẽ sướng hơn đúng không? Nó sẽ chân thực hơn đúng không? Đúng rồi, rất đúng ạ. Nếu rất đúng giơ ngón tay cái. Trao tỉnh ngủ tí, đúng không nào? Thế rồi nữa nhá, bạn cứ nghe ông bà nào ấy kể là đến sự kiện, ôi dồi nó thế này lắm, nó thế kia lắm, thì mình chỉ biết là sự kiện từng đấy con người đi ra đi vào, đi lên đi xuống, vinh danh đấy, chứ có cái gì mà kể lắm, đúng không? Nhưng mà tại sao người ta đi về người ta hào hứng thế? Tại sao người ta lại còn thấy cả những cái ảnh mà người ta khóc lóc nữa, người ta rơi nước mắt nữa? Tại sao người ta đi về, người ta lại đi về tự nhiên người ta lại có một cái sự gọi là cái quyết tâm của người ta lại lên cao độ, quyết tâm của người ta lại lên cao độ hơn nữa? Tại sao người ta đi về người ta lại cứ cầm tay bạn người ta kéo sình sạch đi, là đấy cậu phải đi với tớ, cậu phải có mặt ở sự kiện, cậu phải tin tớ, tớ tin vào con đường này, đây là con đường cho tụi mình. Tại sao người ta đi về người ta lại cứ hừng hực khí thế như thế? Và tôi hỏi thật nhá, mình có thèm cái cảm giác là mình được hừng hực khí thế không? Nếu mà thèm giơ ngón tay cái. Tôi là tôi thèm cực kỳ luôn á. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Y chang như là cái cảm giác khi mà mình yêu lâu ngày, hoặc mình ở với vợ với chồng mình lâu ngày, thì cái cảm xúc nó cũng tụt đi tí chút ấy. Thì mình phải có những cái chỗ để mình hâm nóng lại. Bối cảnh nó quyết định nội dung. Cùng là cái bài này nha, mà tôi nói ở đây nha, mà các bạn nghe sự kiện nó khác hoàn toàn. Máu hơn gấp 100 lần luôn á. Đó là điều chắc chắn. Còn ở đây là gì, cho dù là chúng ta có, gọi là chúng ta có tập trung bao nhiêu, chúng ta nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó vẫn là từ xa đúng không? Nó vẫn là từ xa. Nếu như mà cái gì cũng có thể từ xa được thì vợ chồng đâu cần lấy nhau, đâu cần phải ở với nhau, yêu xa cũng được. À, cho nên là phải có những cái là tự mình phải nhúng vào đấy và tự mình phải trải nghiệm. Và hãy cứ hình dung đội của bạn đang có 10 người hay có 20 người nhá, mà bạn đưa được họ đến đại hội kinh doanh. Ở đó những quyết định lớn nó sẽ diễn ra. Ở cái đại hội kinh doanh đấy, cái bức tranh lớn sẽ được mở ra. Ở đại hội kinh doanh, quan trọng là bạn sẽ được nghe những cái thông tin mới mẻ nhất của tập đoàn chúng ta, của định hướng tập đoàn chúng ta ở cái đại hội kinh doanh đó. Và ở đại hội kinh doanh đấy thì bạn thấy được những câu chuyện người thật việc thật, những con người đang làm, đang có kết quả đó. Và ở đây có bạn Trang, bạn ấy có nói là giống như là xem bóng đá thì xem trực tiếp nó sẽ sướng hơn là xem trên TV đúng không? Rồi có một bạn ấy comment này, tôi không đọc được nhiều đâu. Có một bạn comment là không hiểu Anna đang nói cái gì, hoang mang thực sự. Bây giờ nhá, tôi còn nhớ có một người nói rằng là gọi là phúc cho ai mà chưa thấy đã tin ấy. Bây giờ bạn cứ hoang mang đi, rồi bạn tin vào cái hành trình. Bạn bây giờ bạn có quyền hoang mang là chuyện bình thường. Bạn mới vào, ví dụ như hôm nay bạn là lần đầu tiên bạn vào, bạn thấy có một đứa nào cứ ở trên này cứ nói oang từ nãy đến giờ, xong có cả nghìn người nghe. Bạn nếu mà là tôi là người đấy, tôi cũng hoang mang. Thế nhưng mà bạn cho phép mình này tin ở cấp độ trải nghiệm. Những gì tôi nói là khó hiểu, nhưng tôi tin là khi bạn có mặt ở cái sự kiện đấy thì tất cả mọi thứ sau đấy bạn cảm nhận nó đều rất dễ hiểu. Đều rất dễ hiểu. Nôm na là chúng ta sẽ cần phải có một cái hệ thống để biến những con người bình thường thành phi thường. Và quá trình chuyển hóa đấy không thể nói bằng lời. Quá trình chuyển hóa đấy mình cũng không rút ngắn thời gian được của bất cứ ai cả. Và bằng quá trình là chúng ta sẽ tận dụng cả cái hệ thống đào tạo của S69, bao gồm là trên Zoom này, bao gồm là trong Dream Team này, là ở đây có nhiều anh chị em được vào rồi và nhiều anh chị em chưa được vào, bao gồm là những cái sự kiện là trực tiếp này. Đấy là hệ thống đào tạo. Mỗi một sự kiện sẽ đào tạo cho các bạn một phần khác nhau. Và tất cả những sự kiện đấy tóm lại là trang bị cho các bạn đầy đủ các kỹ năng, đầy đủ những cái gọi là những cái nó là gì nhỉ, bản lĩnh á, để bạn sẵn sàng trở thành một người thủ lĩnh. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta xem lại cái này một tí. Đấy. Bạn thấy không, cái bạn mà đang hoang mang ấy, bạn đọc lại comment của anh chị em đi. Cho dù nhá, ở trong hệ thống này nhá, tôi mà có nói hơi dở hơi một tí, mọi người vẫn ủng hộ tôi, vẫn vỗ tay cho tôi và vẫn lắng nghe tôi nói. Đấy chính là cái tình yêu thương, cái tình cảm ở trong hệ thống của chúng ta. Và bạn chỉ cần tin ở cấp độ trải nghiệm thôi, thì không, tôi tin rằng là thời gian rất là ngắn thôi, không xa đâu, bạn sẽ là một phần của hệ thống này. Và lúc đấy bạn sẽ là người đi nói và trấn an những cái người mà đang hoang mang. Hãy tin ở cấp độ trải nghiệm. Rồi đây nhá, tại sao cái này, cái lò này nó lại tạo ra được thủ lĩnh này? Mình để ý này, Rick Game là quá trình lột vỏ hành.
là chương trình lột vỏ hành để bạn có thể tự tin là con người như là sẵn sàng lột xác, lột đi cái cũ kỹ, bỏ đi cái cũ để chọn một cái tốt, bỏ đi cái tốt để chọn một cái vĩ đại. Rick Game là cái nơi như thế. Rick Game là cái nơi mà rất nhiều quyết định lớn về cái việc là thực sự dấn thân sẽ xuất hiện, rất nhiều quyết định đốt thuyền đó, nó sẽ xuất hiện ở đấy. Và Rick Game còn là một cái nơi mà chuyển giao cái quy trình để bạn có thể bắt đầu công việc nữa. Sau đó online game này này là giúp bạn lên thành K6, lên tư vấn viên trưởng, lên cái vị trí mà quan trọng nhất của cái hệ thống sơ đồ trả thưởng theo góc nhìn của tôi nhé. Sau đó chương trình bán hàng bùng nổ với một cái mục tiêu là giúp cho đội nhóm các bạn bùng nổ về mặt quân số và giúp bạn xây dựng được một hệ thống bán hàng chứ không phải là một cá nhân bán hàng. Một cá nhân bán hàng khác hoàn toàn với một hệ thống bán hàng. Đại hội kinh doanh để giúp bạn đưa được đến tất cả những con người tiềm năng đến đó. Mình được thêm tham gia những cái, mình được tham gia những cái hoạt động của tập đoàn do tập đoàn tổ chức, mình được nắm được những cái thông tin mới nhất, rồi mình sẽ thấy chứng kiến được đông đảo nhất tất cả mọi người từ Bắc vào Nam. Nếu Rick Game bây giờ quá đông mình phải chia ra Bắc, miền Trung, miền Nam, thì bây giờ đại hội kinh doanh là một cái nơi, nó có thể là 5.000 người, nó có thể là 10.000 người, nhưng mà bạn sẽ thấy một cái bức tranh toàn cảnh. Bạn sẽ gặp tất cả những con người mà đang làm series mà đang làm, nào là nổi tiếng nhất này, nào là nghị lực nhất này, nào là đạo đức nhất này, nào là nhân ái nhất này. Tất cả những con người đấy từ xuất phát điểm cực kỳ khác nhau sẽ có mặt ở cái đại hội kinh doanh. Đây là cái nơi mà cái bức tranh nó lớn nhất. Rồi trại lãnh đạo để làm gì ạ? Để giúp bạn có thể điều phối được. Trại lãnh đạo để giúp bạn có thể thực sự hiểu được khi bạn lãnh đạo thì bạn phải sẵn sàng trả giá cái gì. Bạn đến trại lãnh đạo là một cái trại mà rất là vui, vừa được học vừa được chơi, vừa được chơi game. 2/3 thời gian là chơi game rồi, sướng cực. Đấy, và 1/3 là chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta trao đổi được là cái cách để chúng ta có thể vận hành được cái đội nhóm chúng ta. Nó là nâng cấp của cái Dream Team á. Nó là một cái phần tập trung và tập trung mang lại cho các bạn những cái kỹ năng và những cái trải nghiệm thực tế của cái quá trình mà khi mình lên vị trí lãnh đạo. Rồi bậc thầy sân khấu, nhà đào tạo để giúp bạn có thể đứng lên sân khấu đào tạo được. Có một cái công thức để không cần biết như thế nào, nhưng bạn cứ đến chương trình này, bạn ra khỏi chương trình này về nhà một cái là bạn có thể làm MC. Trong vòng có vài phút thôi bạn cũng có thể làm MC của cả chương trình cả nghìn người. Và bạn có thể đứng lên sân khấu. Thậm chí là từ cái việc bạn sẽ cầm cái bút như thế nào, xong bắt đầu bạn viết cái bảng như thế nào, ở đây là đào tạo hết. Bạn đứng lên bạn nói câu gì, bạn nói câu gì trước, bạn nói câu gì sau, ở đây đào tạo hết. Rất là hay, bài bản. Rồi nếu như mà đến chương trình bậc thầy sân khấu là một cái chương trình cao cấp, nâng cấp hơn của cái chương trình đào tạo nhà đào tạo. Cái bậc thầy sân khấu này này sẽ làm cho chúng ta biết cách điều phối cả nhịp điệu, và chính cái điều phối này á, nó sẽ tạo ra được là cái văn hóa của mỗi một nhà đào tạo khác nhau này. Nó sẽ tạo ra được những cái nét riêng này, nó sẽ tạo ra được những cái cấu trúc của chương trình này, và nó sẽ làm cho chúng ta thực sự trở thành một bậc thầy ở trên sân khấu, chứ không phải là chúng ta chỉ là một cái nhà đào tạo. Xong rồi chương trình xoay chuyển vận mệnh sẽ làm cho các bạn thực sự hiểu rõ hơn về cái thứ mà người ta cứ nói rằng là thế giới bên trong ấy. Ngày xưa tôi bị ám ảnh cái câu này lắm luôn á. Tôi bị ám ảnh xong là tôi cũng sử dụng hoài luôn á. Mình hay nói rằng là mọi thứ bắt đầu từ chính bạn, mọi thứ bắt đầu từ bên trong của bạn, rồi làm chủ thế giới bên trong của bạn, làm nó như thế nào. Rồi có cái công thức nào mà xoay chuyển vận mệnh không? Liệu mình xoay chuyển vận mệnh là ở bên ngoài à? Do mình gặp người này người kia xong bắt đầu người ta giúp mình xoay chuyển vận mệnh à? Hay nó đến từ đâu? Thì bạn sẽ được hiểu rất rõ trong cái chương trình xoay chuyển vận mệnh. Trại chiến binh là để rèn cho bạn. Khi bạn đã lên thủ lĩnh rồi thì trại chiến binh á, là để rèn cho bạn một cái tính kỷ luật và một cái lòng dũng cảm, những cái sẵn sàng trải nghiệm những cái điều mới mẻ để bạn tự tin bạn dẫn dắt một đội toàn là thủ lĩnh. Trại chiến binh là nơi mà sau khi bạn ra khỏi cái chỗ đấy về, bạn sẽ tự tin để bạn dẫn dắt bất kể một đại bàng nào và bất kể một thủ lĩnh nào, miễn là trong hệ thống của bạn thì bạn vẫn là người dẫn được, và bạn sẽ tự tin để bạn cầm cái đuốc, bạn soi đường cho cả một hệ thống thủ lĩnh. Và đó chính là những cái thứ bạn cần trang bị khi mà bạn kinh doanh. Không phải chỉ là ở trong mô hình này đâu, mà ở ngoài kia cũng vậy.
Bình thường chúng tôi mà đi học tất cả những chương trình này về nhá, bèo nhất, đơn giản nhất, rẻ nhất hết khoảng 600 triệu cho một năm học tập như thế. Thế nhưng mà nếu như bạn học ở đây thì bạn được học miễn phí. Chúng ta đào tạo miễn phí, chúng ta không kinh doanh sự kiện. Chúng ta chỉ trả một vài những cái phí hội trường vài trăm nghìn. Còn bạn đi thì đương nhiên là bạn có chi phí ăn ở của bạn rồi, còn bạn không phải bỏ tiền để học. Tất cả những nhà đào tạo đều là những người hiểu về cái ngành nghề này, hiểu về công việc kinh doanh này. Họ ở trên sân khấu, họ đã làm được thì họ mới được lên sân khấu. Và sau khi họ làm được, không phải nhá, bạn có thể để ý nhá, những cái người mà ở trên sân khấu ấy, không những là họ làm được, không những họ làm được mà họ còn là những cái biểu tượng của việc rèn luyện đạo đức, trí tuệ và nghị lực nữa. Giỏi không á, chưa đủ. Giỏi ở đây còn phải là mình sẵn sàng, mình trao giá trị gì đi. Mình hiểu được cái văn hóa của hệ thống của mình là yêu hết mình và cho đi hết mình. Mình luôn luôn ý thức để mình nâng cấp cái trí tuệ. Mình làm sao đấy để mình làm tất cả những cái việc gì mà là trở thành một người có đạo đức. Và rèn luyện cái nghị lực của mình để mỗi một ngày mình sẵn sàng, mình có đủ bản lĩnh để mà mình có thể dấn thân và mình có thể làm những cái việc lớn và mình tạo ra được những cái giá trị lớn cho cộng đồng. Thì đấy chính là cái đặc điểm của những người trên sân khấu trong cái hệ thống S69 này. Và họ là những người đi trước, họ có kết quả rồi, họ làm được rồi và họ chia sẻ với các bạn cái cách mà để các bạn cùng với hệ thống của các bạn làm được. Nó khác hoàn toàn với cả khi chúng ta ở ngoài kia và chúng ta theo dõi những cái chương trình đào tạo ở trên thị trường. Những chương trình đào tạo trên thị trường thì những cái người mà đào tạo ấy có thể là những cái người mà những người đào tạo có thể là những cái người mà họ có cái kinh nghiệm về giảng dạy, họ có kinh nghiệm về một lĩnh vực nào đó, sau đó họ đi chia sẻ với rất nhiều lĩnh vực. Còn ở đây á, là đã được cụ thể hóa cho chính cái ngành nghề của chúng ta. Và việc của chúng ta đơn giản là nhúng mình vào đấy, bạn sẽ được trang bị tất cả những cái phần đấy. Và tôi rất là mong rằng là những gì mà tôi mô tả thêm vừa rồi á sẽ làm cho các bạn mà đang còn hoang mang không biết bà này bà đang nói cái gì, thì mình có thể hiểu được là à, tại sao cái lò đào tạo biến một người bình thường thành phi thường này như thế nào. Thì trong này là có hết. Và mình sẽ không tốn bất kể một loại chi phí nào trả cho các nhà đào tạo cả. Chúng ta dạy nhau miễn phí, chúng ta hướng dẫn nhau miễn phí. Cho nên chúng ta mới gọi là cái này nghề là cái nghề làm giàu tập thể. Mà mình cùng nhau mình xã hội hóa cái việc làm giàu là vì như thế đấy. Dùng cái phương tiện này để xã hội hóa cái việc làm giàu. Thế thì tôi còn một cái bí mật rất là bự ở phía sau. Khi mà chúng ta, tại sao chúng ta phải có mặt ở sự kiện, nó mang về cho chúng ta cái gì. Nhưng mà trước khi mà mình đến cái phần đấy thì tôi rất là mong có 3 ý kiến, 3 phần chia sẻ của bất kể một anh chị em nào mà mình nhận ra một điều gì đấy mà nó đặc biệt trong bất kể một cái sự kiện nào của hệ thống nhé. Có thể là Rick Kem cũng được, có thể là đào tạo, nhà đào tạo cũng được. Bất kể một ai đó mình cảm thấy từ một cái sự kiện nào đó của hệ thống về mà mình có thay đổi thì mình chia sẻ mỗi một người 2 phút ạ. Mời anh chị em sẵn sàng bật mic nói tôi nhé, để tôi mở cái quyền mở mic của anh chị em. Ok, xin mời. Tôi, chị ơi. Tôi. Ok. Tôi vào trong. Tôi. Ok. Gọi ai bây giờ nhỉ? Tôi, chị ước. Đúng ạ, mời anh chị ước ạ. Mời anh chị ước, nói đầu tiên ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người trên Zoom. Xin chào thủ lĩnh Châu Huy Cường và thủ lĩnh An ạ. Thì chị ước vừa mới tham dự Rick Game 2 của miền Trung về ngày hôm qua. Và trước khi tham dự Rick Game thì thú thật là chị ước còn chưa dám đốt thuyền. Nếu bây giờ mà có thể quay cho mọi người xem cái kho hàng của chị ước thì tôi biết mấy. Nhưng mà ngay ngày hôm qua tham dự cái Rick Game ngày đầu tiên thôi. Chỉ ngày đầu tiên là đêm ấy về là ngồi với thủ lĩnh Thương là chuyển giao hết toàn bộ công việc cho tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là cùng với chị Thương là một ngày đi gặp gỡ, đêm qua là ngồi chốt một loạt là các bạn ứng viên, tư vấn viên, để sáng hôm nay là chị Thương ra đây là trực tiếp đi với chị ước để hỗ trợ. Và như chị Thương đã nhìn thấy thì là ước sẵn sàng đốt con thuyền của ngay cả ngày đầu tiên mà mình tham dự Rick Game, chỉ trong một ngày thôi chứ chưa sang đến ngày thứ hai đâu. Còn sang đến ngày thứ hai là gần như chuyển giao hết toàn bộ công việc này, để là ngày hôm nay gọi là một ngày cùng với chị Thương là đi chiến đấu, gọi là đi gặp gỡ tất cả các bạn để là tìm được cái tầng 1 của mình. Vì là thực sự là mình chỉ vừa mới làm thì chỉ mới bán hàng một mình thôi, còn chưa có tầng 1.
ngay một ngày, chỉ một ngày để tham dự SEA Games là sẵn sàng đốt thuyền để nhảy vào đây chiến đấu để làm thủ lĩnh ạ. Ồ, hay quá. Bây giờ cảm ơn anh Chị Ước rất là nhiều. Cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Chị Ước. Mình có thể nhìn thấy này này, bao nhiêu số các bạn thấy rằng là anh ấy đang có một kho đầy hàng, mà anh ấy nói về cái việc là anh ấy bỏ cái kho đi, anh vào đây anh ấy làm, mà ánh mắt của anh ấy cười lấp lánh, mà miệng của anh cũng cười lấp lánh, thì giơ ngón tay cái nào. Đấy, sự kiện là cái nơi như thế đấy. Biết là anh Chị Ước rất là nhiều vì đã truyền cảm hứng cho anh chị em ở đây. Vâng ạ, một người tiếp theo. Lúc nãy thấy mở Zoom xong rồi, đợi một chút. Ok. Tôi là Trung Thành. Vâng, ok. Để em xem nào. Có một anh. Ôi, Thanh Thùy. Sao tôi ưu tiên cả nhà một tí? Ôi, Thanh Thùy. Tôi, Hà Thức. Rồi ạ, chờ em chút. Ê, Thanh Thùy xong đến anh Võ Trung Thanh nhá. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Xin chào thủ lĩnh. Thanh Thùy bật mic, Thanh Thùy ơi. Không bật được mic à? Đợi chị chút. Rồi Thùy bật mic đi. À, dạ vâng, em cảm ơn chị Anna. À, chào anh Trung Huy Cường, thủ lĩnh quốc tế. Chào thủ lĩnh Anna Nguyễn. Chào tất cả anh chị em đang có mặt trên Zoom. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh Thùy, em đến từ Bắc Giang, năm nay 25 tuổi. Và thực sự khi mà vào S69 thì em đúng là hạnh phúc từng phút từng giây, đặc biệt là đội nhóm Legend Team. Thì trải qua rất là nhiều sự kiện của hệ thống. Thì có một sự kiện mà em thực sự là rất là may mắn được tham gia, đó chính là trại chuyển đổi, và đặc biệt là cái Zip Game 16 vừa qua. Thì ở đây em được nhìn thấy những cái bức tranh lớn, được thấy rõ cái con đường mình đang đi và cái sự lựa chọn của mình thực sự là đúng đắn. Bởi vì trước khi mà vào Siri em làm rất là nhiều công việc, tuy nhiên khi mà mình loay hoay như vậy, nỗ lực như vậy nhưng không đạt được cái thành công như mình mong muốn, và rồi biết đến cơ hội Siri thì sau khi mà dấn thân và tham gia vào các sự kiện, đúng như là các thủ lĩnh chia sẻ, thành công là đặt mông của sự kiện. Và vào sự kiện em được thấy được cái bức tranh lớn này, được thấy là mình có cái điểm mạnh như thế nào và phát huy được cái tài năng của mình ra sao khi có mặt ở trong sự kiện. Đặc biệt có một cái quyết định rất là lớn trong cái cuộc đời của em, đó chính là chuyển đổi công việc từ cô giáo dạy trẻ mầm non thành cô giáo truyền cảm hứng và thắp sáng ước mơ cho tất cả những người tin yêu đi theo mình, vượt qua mọi rào cản để có thể đạt được ước mơ của chính họ. Bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là khi mà mình chuyển đổi một cái công việc trong cuộc sống của chúng ta, có một công việc mới thì nó rất là quan trọng với tất cả chúng ta, thì hãy giơ ngón tay cái đúng không ạ? Rất rất là quan trọng đúng không ạ? Bản thân em cũng như vậy. Và em đã ra cái quyết định đó chính là đốt thuyền của mình. Và bây giờ em đã được cuộc sống tự do như mình mong muốn. Và đặc biệt là em đã cắt ngay cái mái tóc giống như bà chủ tịch. Vì bà là người em vô cùng ngưỡng mộ, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho em để em có thể đạt được những điều mà mình mong muốn, đó trở thành cô giáo truyền cảm hứng. Đặc biệt là có mái tóc giống bà chủ tịch. Cảm ơn chị Na đã cho em chia sẻ. Cảm ơn anh chị lắng nghe ạ. Vâng ạ, bây giờ đang có một trào lưu là trào lưu theo phong cách thời trang, cũng như là cái mái tóc của bà chủ tịch đúng không ạ? Cũng là rất là hay. Và bao nhiêu số các bạn thấy rằng là Thùy cắt tóc mới giống bà chủ tịch rất là đẹp thì giơ ngón tay cái. Vâng ạ, cảm ơn Thanh Thùy rất là nhiều và chúc em mau chóng mang ô tô về và giúp đồng đội có ô tô. Bây giờ mình sẽ đến cái phần chia sẻ của anh Võ Trung Thanh, để em bật quyền mở mic cho anh Võ Trung Thanh ạ. Mời anh Thanh bật mic ạ. Dạ, xin chào thủ lĩnh Trương Huy Cường, xin chào thủ lĩnh Anna. Thanh xin tự giới thiệu, Thanh là tên họ đầy đủ là Võ Trung Thanh, đến ở thị trường Nghi Lộc. Năm nay Thanh 46 tuổi. Thì lần đầu tiên Thanh đi tham dự Rich Camp 02 ở miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng như quê hương của Thanh ở. Thì Thanh rất xúc động và rất tâm huyết được các thủ lĩnh giảng dạy cho mình nhiều cái bài mà mình rất là cảm nghĩ và sâu sắc. Và Thanh nhìn thấy một bức tranh lớn, một cái mục tiêu rõ ràng. Khi mà Thanh cảm thấy tới mục tiêu, Thanh cho phép Thanh chỉ nhìn thấy các thủ lĩnh, thì Thanh nhìn thấy thủ lĩnh Trương Huy Cường á, Thu Lĩnh nhìn thấy một ánh mắt mà Thanh, cái cảm nhận ở trong Thanh ấy, Thu Lĩnh mong rằng
đây là công việc của các anh đây, đây là cái cơ hội của các anh đây, các anh cố gắng hết lên nữa đi. Các anh thẳng tay, anh nhìn vào mục tiêu, anh làm được cái gì ở trong đó. Và thanh đọc được ánh mắt của chủ tịch quốc tế Trung Huy Cường. Và xong cái đêm, xong hai ngày một đêm học với Kem về thì thanh cho mình một cái mục tiêu là phải dấn thân vào để trở thành một người thủ lĩnh, trở thành là như thủ lĩnh Trung Huy Cường đã nói là đào tạo 1102 thủ lĩnh xuất sắc kinh doanh thông mạng, thì thanh phải cố gắng học tập để rèn luyện cho mình. Và thanh cũng có công việc của thanh hiện tại thì thanh có cũng giống như một doanh nghiệp nhỏ, nhưng mà thanh sẽ chuyển giao và thanh hứa sẽ thanh sẽ đi đúng đường thanh đã chọn. Thủ lĩnh nghe thanh nói không ạ? Thanh bây giờ hôm nay thanh về là thanh bị đúc thúc những từng một của mình đó. Tháng 2 này có đi kem thì phải làm như nào để có đạt cái số điểm mà mình đi tham dự đi kem, để đưa những con người đến cho nhìn thấy cơ hội, nhìn bức tranh lớn, nhìn thấy những cái gì mà các thủ lĩnh có tâm huyết, có tâm, có tầm, có tài, dạy cho mình những cái gì mà cùng làm giàu tập thể, cùng làm giàu đồng đội, đưa cho cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hay quá. Thanh chí thế. Cảm ơn anh Thanh rất nhiều. Online game chắc chắn anh sẽ đưa được tất cả của đồng đội đến. Chúng ta cùng thả thư cho anh Thanh ạ. Vâng ạ. Và một ý kiến chia sẻ cuối cùng, mời anh Maru Lâm. Anh Maru Lâm rất là khao khát được chia sẻ trong buổi tối hôm nay. Mời anh Maru Lâm bật mic. Ok, Maru xin chào toàn bộ hệ thống SM9 của chúng ta. Maru cũng là một thành viên rất là may mắn có trong team của Listen Team của thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn ạ. Thì theo sự hiểu biết của Maru với một người đã từng là một người chủ doanh nghiệp, và cũng xin thưa với mọi người luôn là Maru thực chất gọi là làm chủ, nhưng lúc nào mình cũng cô đơn với chính bản thân mình cả. Bởi vì mình phải lo tất cả những cái công việc kinh doanh, và mình phải lo quán xuyến nhân viên của mình, và tất cả những người nhân viên nó không phải là ai cũng là người chia sẻ. Nhưng đặc biệt đối với ngành kinh doanh theo mạng này thì chúng ta có một vài điều chúng ta sẽ thấy được, đó là ý nghĩa của cái việc gọi là những cái sự kiện. Thì khi mà Maru vào sự kiện, bắt đầu từ những cái sự kiện nhỏ thôi, thì nó làm cho Maru tự động Maru mở được cái lòng của mình ra. Đầu tiên Maru rất là ngại với những cái ôm của mọi người, nhưng mà khi mà Maru được nhảy trên sân khấu, Maru được vui vẻ mọi người, thì Maru cảm nhận được tình yêu thương của mọi người rất là nhiều. Và lần đầu tiên Maru cảm thấy là Maru không cô đơn trong cái sự nghiệp của mình. Và khác với ở ngoài cái xã hội ngoài kia là khi mà mình kinh doanh á, mình lúc nào phải bon chen với những người cùng ngành nghề. Nhưng tại CRE thì chúng ta không bon chen với ai cả, mà còn thấy được là cả cái hệ thống đều support cho chúng ta rất nhiều. Và ngoài hơn nữa thì mọi người có thể nhìn thấy vào cái hành trình của sự kiện trong một năm á, thì nó giống như 12 tháng, nó giống như 12 cái năm học của chúng ta. Nhưng mà ở ngoài kia 12 năm học của chúng ta thì nó không mang lại cho chúng ta quá nhiều cái gì gọi là thành tựu. Nhưng tại đây, chỉ với 12 cái sự kiện thì bước ra chúng ta đã trở thành một con người khác hoàn toàn rồi. Trở thành những người thủ lĩnh, hoặc ít nhất là chúng ta đã mang một cái ý nghĩa là chúng ta thay đổi cuộc đời của mình rất nhiều. Nhân tiện đây cũng xin cảm ơn thủ lĩnh Anna Nguyễn đã có công khai phá Maru và đưa Maru đến với hệ thống cũng như S9 trong vòng 6 tháng để Maru có được những cái giá trị rất là trân quý mà một người trưởng thành ở ngoài kia cứ phải đắn đo rằng nơi đâu là dành cho mình. Thì khi hãy đến với sự kiện, hãy là người kinh doanh thương mạng thì hãy có mặt ở sự kiện. Thì chỉ tại nơi sự kiện bạn sẽ thấy được là cái thế giới của chúng ta nó rộng lớn như thế nào. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh Maru rất là nhiều. Và cũng như là cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã có cái phần chia sẻ. Vậy thì quay trở lại cái sự kiện của chúng ta, quay trở lại cái hệ thống sự kiện của chúng ta. Anna mong rằng là ai mà còn hoang mang không biết ở hôm nay ở đây nói về cái gì, thì bây giờ mình đã hiểu rõ hơn rồi nhá. Trong cái hệ thống sự kiện này này, nó có một cái phần cực kỳ quan trọng, đó chính là những bước đi đầu tiên. Nó giống như là một em bé mới bắt đầu biết nói, nó giống như là một em bé bắt đầu đi học lớp 1. Nó giống như là khi mà chúng ta vừa ra trường và chúng ta tìm được những cái công ty đầu tiên, cái công ty đầu tiên mà làm. Nó giống y chang như là một người khi mình bước vào một thành phố mới, một vùng đất mới. Hoặc là như này cho dễ này, lúc nãy có bạn nào đấy nói đến bóng đá. Giống như là chúng ta có những cái bước đi đầu tiên mà những cái người huấn luyện viên họ dạy cho chúng ta. Hoặc như khi chúng ta học ngoại ngữ,
có những người học ngoại ngữ 10 năm vẫn không nói được câu nào, ở đây có ai như thế không? Thì nếu mà có thì giơ ngón tay cái. Đấy, giơ tay mạnh là khác đúng không? Thế nhưng mà tôi nói thật là nếu biết đúng phương pháp nhá, thì các bạn sẽ nghe nhiều rồi, nghe nhiều bạn bắt chước lại là các bạn nói được rồi thì các bạn đọc nhiều các bạn mới biết viết. Đấy, là đúng cái như thế, đúng cấu trúc như vậy. Vậy thì với đúng cấu trúc như vậy chỉ có 3 tháng là các bạn có thể nghe được đến 90% những gì người ta nói. Còn cái việc hiểu là việc dần dần, nhưng mình nghe được người ta đang nói cái gì. Thế nghĩa là gì? Nếu mà không mà sai phương pháp thì là vô phương. Giống như là chữa bệnh mà không đúng nguyên nhân ấy thì cũng vô phương ấy. Thế ở đây cũng thế, mọi thứ đều rất cực kỳ quan trọng ở những cái bước đi đầu tiên. Và những cái bước đi đầu tiên đấy, cái cách mà bạn hệ thống hóa lại ấy, nó sẽ được thể hiện rõ nhất ở trong hệ thống sự kiện, trong hệ thống sự kiện của chúng ta. Có nghĩa là thế này này, tư duy ở đây của chúng ta là tư duy của một người doanh nhân. Tư duy của chúng ta là tư duy của những người làm chủ. Tư duy của chúng ta là tư duy của những người leader, của những người đi đầu. Thế nhưng mà nếu như mà mình không vào hệ thống sự kiện, thế mình ở nhà một mình ấy, mình lại cứ tưởng là đây là tư duy bán hàng cơ. Nội cái đấy thôi. Thì nếu như bây giờ bạn đang có 10 tư vấn viên, đang có 20 tư vấn viên, nói mãi mà họ chả hiểu ra, thì việc của bạn là đưa họ đến sự kiện. Không cần phải nói nhiều nữa, cứ đưa họ đến sự kiện. Cứ để chính họ dấn thân vào cái hành trình này là tự động mình sẽ thay đổi các bạn ạ. Tự động họ sẽ thay đổi. Nhiều khi mình ở đây có ai thắc mắc tại sao mà tư vấn viên nhà mình cứ biến mình thành thầy thuốc rồi cứ đi bán hàng không? Nếu có thì giơ ngón tay cái. Đấy, thấy chưa? Có rất nhiều người thắc mắc đấy, bạn giơ tay bạn nhìn mà xem. Thế thì nha, một cái việc khôn ngoan nhất ấy là đưa họ đến sự kiện. Mình gọi là gì nhỉ? Dụ dỗ cũng được, mình dọa nạt cũng được, mình đe dọa cũng được, mình giải thích cũng được, mình nói ngọt cũng được, mình nói mạnh cũng được. Bất kể một cái lý do gì, một cái cách nào, bạn cứ đưa họ có mặt ở sự kiện. Tại cái sự kiện này này, cái số 1, cuộc đời họ sẽ thay đổi. Cái sự kiện là một cái nơi á, nó rất là kỳ quái. Tất cả mọi người khi đến đấy thì cuộc đời sẽ thay đổi. Nghe thì nó to tát, nhưng các bạn biết tại sao mà cuộc đời chúng ta thay đổi không ạ? Khi sự nghiệp của chúng ta thay đổi á, khi mà chúng ta hôm nay thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường post một câu rất hay, tôi không biết là hôm nay hay hôm qua. Anh ấy nói rằng là sau khi á, mà thoát khỏi cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, lúc bấy giờ bạn mới hiểu được thực sự cái con người phi thường trong bạn là ai. Có nghĩa là nếu bây giờ mà mình vẫn đang còn chưa biết được là bên trong mình là ai ấy, thì nó rất là khó. Nhưng mà để mà mình biết được nhá, là mình mạnh mẽ như thế nào, nói chung là mình vĩ đại như thế nào đi, một cái từ khóa rất là to tát, thì bây giờ bạn phải thoát ra khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền đã chứ. Bây giờ bạn ăn hôm nay bạn vẫn còn phải sợ ngày mai bạn ăn cái gì, con bạn đi học trường nào bạn vẫn phải nghĩ, thì làm sao mà bạn biết được là bạn phi thường như thế nào? Có thực mới vực được đạo. Đúng hay rất đúng ạ? Có thực mới vực được đạo, nếu bạn đồng ý thì giơ ngón tay cái. Yes. Vậy thì khi mà bạn dấn thân thực sự vào đây nhá, tôi đảm bảo với bạn ấy, bạn không còn phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền trong thời gian dài nữa đâu. Có những người đi làm 10 năm, 20 năm, 20 năm sau già, 40 tuổi, 50 tuổi vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Đúng hay rất đúng ạ? Nếu rất đúng giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thế có nghĩa là gì? Thế có nghĩa là việc của chúng ta là sao ạ? Việc của chúng ta là mình phải thoát khỏi cái gánh nặng cơm áo gạo tiền cái đã. Thế thì cái môi trường này nó cho phép mình làm được cái điều đấy. Sau đó phi thường gì thì mới phi thường, để lại danh tiếng gì thì mới là để lại danh tiếng được. Và khi bạn thực sự dấn thân vào sự kiện, bạn chỉ cần tham gia 4 cái sự kiện của hệ thống thôi, tôi thề là cuộc đời của bạn sẽ thay đổi toàn diện. Bạn có thể nghi ngờ cái lời tôi nói, nhưng hãy cho chính mình một cái cơ hội để mình dấn thân. Tôi biết có rất nhiều tư vấn viên trong đội nhóm của chúng ta thừa cái điều kiện mà không thèm đến sự kiện. Thế thì bạn làm cái công việc này để làm cái gì? Chả có lẽ bạn có hình dung được không? Khi vũ trụ đưa bạn đến đây, có thể bạn chỉ nghĩ rằng là tôi chỉ làm cho vui thôi. Thì bạn làm cho vui cũng được. Vậy thì bạn có đủ điều kiện đến sự kiện rồi. Bạn cứ một lần, bạn nhắm mắt đưa chân bạn đến sự kiện xem nào. Bạn đủ điều kiện rồi cơ mà. Có rất nhiều người phí ơi là phí. Có những người thì họ chiến đấu nhá. Họ chiến đấu gọi là quật cường để có được một cái vé có mặt ở sự kiện. Có những người đương nhiên là được, nhưng mà hờ hững như không ấy. Trong khi thằng kia thì nó thèm khát, nó được có mặt ở sự kiện nhưng nó không có tên. Còn mình thì mình có đủ điều kiện là mình không có mặt ở sự kiện. Hãy một lần cho phép bản thân mình nhắm mắt đưa chân xuất hiện ở sự kiện. Mở đôi mắt của mình thực sự nhìn thấy những gì mình cần nhìn. Mình cứ tưởng là mình đã nhìn thấy, nhưng khi mà bạn thực sự bạn ở đó, bạn mới biết được là tại sao tại sự kiện này rất nhiều cuộc đời thay đổi.
rất nhiều cuộc đời thay đổi. Thay đổi cuộc đời á, một, điều kiện số 1, thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Điều kiện số 2, biết được mình sinh ra trên đời này để làm cái gì, và cái môi trường nào là cái môi trường mà nuôi dưỡng được cái ước mơ đấy của mình. Mình cần một cái môi trường để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Mình cần một cái môi trường mà nói thế nào thì nói, cứ có người chê là thế nào cũng có người khen. Cứ có người nói được, nói khó hiểu quá là rất nhiều người nhắn tin, thủ lĩnh nói hay lắm, chị nói tiếp đi. Đấy, bạn thấy không? Người ta nuôi dưỡng ước mơ cho mình, người ta tin tưởng mình, và chỉ có ở sự kiện thì bạn mới thực sự ngấm được, thực sự thấm được cái điều đấy. Cho nên rằng là nếu bất kể các bạn mà đang còn không hiểu tại sao có những đứa nó điên như thế, nửa đêm rồi mà vẫn còn ngồi nó nghe, hoặc nửa đêm rồi nó vẫn ngồi nó vẫn còn gào lên về việc làm thế nào mà tại sao vật vật phải cần có mặt ở sự kiện, thì bạn hãy đến sự kiện một lần. Và sau khi bạn đến một lần mà bạn đến được 4 lần, bạn dự 4 cái sự kiện, chả biết là cái sự kiện gì, nhưng bạn cứ dự 4 cái sự kiện thì đảm bảo cuộc sống của bạn thay đổi. Đó. Và cuộc sống của bạn thay đổi có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc sống của những cái con người xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi. Cuộc sống của gia đình bạn thay đổi, cuộc sống của những cái người mà quen biết của bạn thay đổi. Đó. Tự nhiên mọi thứ sẽ thay đổi thôi. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên tại sự kiện những quyết định lớn sẽ được xuất hiện. Cái số 2. Sự kiện là cái nơi mình nuôi dưỡng cái niềm tin, cái nhận thức của mình. Thay đổi niềm tin, thay đổi nhận thức ấy, chỉ ở sự kiện mới có thể thay đổi được thôi. Ở đây tôi hỏi thật nhé, những bạn mà chưa phải ở những vị trí cao ấy, có bao giờ bạn mơ hồ là tại sao bạn làm cái gì bạn cũng không vui không? Bạn làm cái gì bạn không hào hứng không? Sao bạn thấy mấy đứa hào hứng bạn còn cảm thấy là nó hơi khùng khùng nữa? Bạn có cảm thấy thế không? Thì bạn giơ ngón tay cái. Ai mà dám thừa nhận như thế là bắt đầu thay đổi rồi đấy. À, vẫn có người giơ tay kìa. Thế mà tôi hỏi thật này, sâu thẳm, thực sự nửa đêm bạn vắt tay lên trán, hoặc đêm nay bạn vắt tay lên trán, bạn nghĩ xem, thực sự là mình có thích có được cái cảm giác hưng phấn và hào hứng như thế không? Mình có thích cái cảm giác mà yêu hết mình và cho đi hết mình nó như thế nào? Nếu như mà bạn có mặt ở sự kiện, bạn sẽ hiểu được cái điều đấy. Và vì bạn có mặt ở sự kiện mà cái nhận thức của bạn thay đổi, cái niềm tin của bạn thay đổi, thì bạn mới hành xử khác được ạ. Còn nếu mà không thì mình cũng chưa có hành xử khác đâu. Và đấy cũng chính là cái lý do tại sao mình có mặt ở sự kiện. Cái số 3, tại sao phải có mặt ở sự kiện? Bởi vì khi mà bạn đã làm cái ngành nghề này rồi á, thì nó có một cái nguyên tắc. Nó có cái nguyên tắc đơn giản là bạn phải xuất hiện thôi. Nguyên tắc số 1, lên sân khấu càng nhanh càng tốt. Tức là nếu mà có cơ hội được bật mic ấy, thì phải bật. Cái nguyên tắc số 2 là gì? Nguyên tắc số 2 là bạn phải có mặt ở sự kiện và đưa tối đa người của mình có mặt ở sự kiện. Cái nguyên tắc số 3 là bạn luôn luôn là người trụ lại, ở lại. Thế thì chỉ có ở sự kiện thì bạn mới luôn luôn là cái người mà nhân rộng được hệ thống. Lần sau bạn đến bạn sẽ đưa nhiều người hơn so với cả lần trước. Cứ mỗi một lần bạn chứng kiến một con người thay đổi, cứ mỗi một lần bạn chứng kiến một con người ra quyết định, cứ mỗi một lần bạn chứng kiến một con người đang chuyển mình, thì tự động cái nhận thức bên trong của bạn ấy, nó cũng được thay đổi, nó cũng được điều chỉnh. Và khi mà bạn nhìn thấy cái người hàng xóm, người đồng đội của mình á, họ cũng có hai con mắt, một cái mỏ, một cái mũi và hai cái tay y chang mình. Họ cũng có những thứ y chang mình thôi. Thế nhưng mà tại sao mà họ làm được? Thế là bắt đầu mình lân la đến đấy mình hỏi. Và mình vì mình hỏi cho nên mình ra được những cái ví dụ về làm nào để làm được, mình về tự động mình làm được. Cho nên kỳ lắm, bạn cứ có mặt ở sự kiện, tự nhiên đi về bạn làm được. Tự nhiên đi về bạn bùng nổ. Một cái số 4. Tại sao bạn phải có mặt ở sự kiện? Cây đà trong kinh doanh là một cái điều cực kỳ quan trọng. Có nhiều người vẫn không hiểu cái này. Có nhiều người là gì? Không hiểu cái một cái lý do là họ bảo là họ vẫn kết nối, họ vẫn chia sẻ, họ vẫn làm việc, nhưng họ chẳng xuất hiện ở cái sự kiện nào cả. Tôi bảo là nếu mà như thế thì vẫn không hiểu về cái ngành nghề kinh doanh này. Cái ngành nghề này là phải giữ được đà. Để giữ được đà thì bạn phải là người có mặt ở sự kiện, không phải là thằng khác mà là mình. Mình phải là người có mặt ở sự kiện, mình phải là người được trải nghiệm. Và đồng đội của mình phải có cơ hội được trải nghiệm, chứ không phải đồng đội của ông khác. Khi đồng đội của mình có cơ hội được trải nghiệm ý, mọi người mới hiểu được là mình tận dụng làm sao, sự kiện nó quan trọng như thế nào, nó hiệu quả như thế nào, thì họ mới ồ ạt họ đưa tư vấn viên tới. Đấy là cái số 4. Tôi thấy có câu hỏi rồi đấy, tí tôi trả lời. Xong, cái điều số 5 nữa là gì? Anna lúc nãy nói, những bước đi đầu tiên là rất quan trọng.
tư duy của mình là tư duy của một doanh nhân, tư duy của mình là tư duy của một cái người đi xây dựng hệ thống. Có rất nhiều cách để chúng ta bắt đầu với công việc này, nhưng có đúng một cách để chúng ta lên được thủ lĩnh quốc tế, các bạn có biết là gì không? Ngẫm nhá, có rất nhiều cách để mình đến với cái series này. Ai đó giới thiệu sản phẩm thấy hay hay dùng, đứa bạn nó rủ dê, ừ thấy hay hay được, chồng làm cho nên vợ làm theo, vợ làm cho nên chồng làm theo. Có rất nhiều cách để mình đến với Sibri. Mình dùng sản phẩm mình thấy tốt cho nên mình muốn lan tỏa, mình muốn trở thành một nhà đào tạo, mình muốn trở thành một người truyền cảm hứng, mình muốn trở thành một người dẫn đường. Có rất nhiều cách để đến với Sibri. Nhưng có đúng một cách để bạn đi hết được sơ đồ trả tưởng, bạn trở thành một thủ lĩnh quốc tế như là anh Trương Huy Cường, đúng một cách thôi. Bạn trang bị được cái tư duy của một nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp. Nếu đã là một nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp, bạn phải hiểu được cái công việc của mình ở đây là gì. Công việc của mình ở đây là xây dựng đường ống. Công việc của mình ở đây là xây dựng một hệ thống có khả năng tự động lặp lại tiêu dùng. Và để nó có khả năng tự động lặp lại tiêu dùng thì chúng ta phải lựa chọn được những cái sự lựa chọn mà nó cho phép cái điều đấy được xảy ra dễ dàng. 2.6 triệu nên là xảy ra dễ dàng. Tham gia sự kiện không tốn tiền cho nên là xảy ra dễ dàng. Đó. Và sau khi như vậy rồi á, thì bạn sẽ thấy rằng câu chuyện nó không liên quan đến một mình bạn. Bán hàng là cái thứ mà con người ta sợ nhất trên cái cuộc đời này. Nếu bạn vào mà bạn lại tập trung vào cái việc bán hàng, trời ơi, bạn bán được nhiều hàng nữa thì bạn sướng quá. Bạn lại hình dung là ai cũng bán được như bạn, làm gì có chuyện đấy. Tôi một tháng chả được tôi bán được 1000 điểm cả, hiếm lắm. Tôi chỉ bán được vài trăm điểm thôi. Nhưng mà tôi hiểu được là mỗi một người đều có khả năng bán được vài trăm điểm. Cho nên việc của tôi là gì? Làm sao để mà công thức hóa, để làm sao để mà đưa mọi người vào cái hệ thống này, làm sao mọi người dấn thân vào cái hệ thống này, và thế là ai cũng có thể bán được vài trăm điểm. Một mình làm sao mà bán được hàng bằng 10 người, bằng 100 người, bằng 1000 người, bằng 10000 người, bằng cả 100000 người được các bạn. Đó. Cho nên là gì? Cho nên là những cái bước đi đầu tiên cực kỳ quan trọng, và nó sẽ được chỉnh đốn rõ nét trong các cái sự kiện. Nếu mà chúng ta bỏ rơi cái này, chúng ta bỏ rơi cái này thì tự động là các bạn sẽ rất mất thời giờ để các bạn có thể chỉnh đốn lại được cái tư duy. Tại vì người ta sẽ có xu hướng mang những cái cũ để vào đây người ta làm việc mà. Còn việc của mình ở đây là gì? Việc của mình ở đây là sử dụng tốt hệ thống sao chép. Hệ thống sao chép nói rằng mỗi một người mình vừa dùng vừa bán, nào là 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm do tùy mỗi cái đội nhóm lựa chọn. Chứ hệ thống này có yêu cầu rằng là tất cả các bạn bán vài nghìn điểm một tháng đâu. Không hề. Ở bên những công ty bên ngoài kia, họ đang yêu cầu một người một tháng phải bán 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu để được hưởng hoa hồng hệ thống. Có những cái tập đoàn họ đang yêu cầu là một người phải tiêu thụ lượng hàng là 70 triệu. Nếu không có thì hệ thống thuộc về người tuyến trên. Có mà. Thế nhưng ở đây chúng ta có cái đấy đâu. Chúng ta yêu cầu nó rất là đơn giản và giản dị. Vài trăm điểm, vài triệu, ai cũng có thể làm được cả. Và mấu chốt là bạn phải xây dựng được một hệ thống như thế. Và để bạn hiểu được cái cách mà bạn xây dựng, bạn vận hành ra được một hệ thống như thế, có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải đơn giản là bạn chỉ xây dựng, là bạn có ai đấy xây dựng cho bạn là bạn vận hành được đâu nha. Không hề nha. Anh Trương Huy Cường mà có giao cho Anna cả hệ thống S69 thế này, tôi cũng không biết vận hành nó như thế nào luôn. Vì đơn giản là tôi cũng là một người học trò của S69. Tóm lại là gì? Là tôi đi, tôi học xong, tôi thi xong một cái chương trình nào đấy, thế tôi được quay trở lại, tôi được chia sẻ với các bạn, có thế thôi. Cho nên là mấu chốt là cái hệ thống nó sẽ dài dèn mình dần dần, làm một công lực của mình tăng dần lên. Nếu mà bạn bỏ lỡ cái cơ hội này thì có nghĩa là bạn sẽ rất là kỳ công để bạn dẫn dắt được đồng đội của bạn. Thế còn nếu như bạn tận dụng được cái này thì gần như là cả hệ thống của bạn ai cũng hiểu được cái tư duy của một nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp, ai cũng hiểu được cái sức mạnh của cái việc là mỗi người dùng một ít, mỗi người bán một ít, và ai cũng có thể hiểu được là cái sức mạnh khi mà cái hệ thống đào tạo ấy nó không chỉ nằm ở kiến thức và kỹ năng. Kiến thức và kỹ năng nó chỉ chiếm có 20% thôi. Chỉ đến sự kiện mình mới có cơ hội để mà mình hiểu rõ được cái con người, phát triển phẩm chất gốc rễ của con người. Chỉ bằng những cái việc mình hướng dẫn cho đồng đội của mình ấy có mặt ở sự kiện, mình mới vượt ngưỡng. Và khi mình vượt ngưỡng như vậy thì thực sự là mình mới thấm được cái gọi là áp lực tạo kim cương. Và như vậy cho nên là mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Có một số bạn vừa mới nói một cái câu ấy, câu hỏi các bạn ấy, những người mới vào không có đủ điểm thì làm sao đến sự kiện? Cho các bạn một cái vé, đó là
sự kiện tháng 2 là sự kiện duy nhất mà K4 1.000 điểm. Còn nếu như mà bạn không trả giá được để mà bạn dấn thân, để mà bạn hoàn thành được K4 từ giờ đến cuối tháng thì chịu rồi. Thì chịu rồi. Tôi đã từng thấy những con người trong một ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều họ hoàn thành K5 2.500 điểm. Tại sao họ làm được mà mình thì lại không làm được? Mà đây mình không yêu cầu hoàn thành K5 trong vòng một ngày. Chúng ta tính đến ngày hôm nay chúng ta còn 4 ngày rưỡi. Còn những 4 ngày rưỡi, nếu bạn làm việc 17 tiếng một ngày, có nghĩa là bạn còn 9 ngày. Bạn còn 9 ngày để mà bạn chiến đấu cho đủ 1.000 điểm. Đầu tiên, 100 điểm bạn dùng là bạn đầu tư vào niềm tin của chính mình. Đúng không? Bây giờ việc của chúng ta là phải có mặt ở online game. Có mặt ở online game sẽ mở ra toàn bộ cái cơ hội để các bạn đi tiếp trên cái chặng đường này. Vậy thì một người bây giờ đang là 0 điểm. Một người bạn sẽ dùng một cái đơn hàng 100 điểm để mà bạn đầu tư vào niềm tin của mình. Đang gọi là đầu tư vào niềm tin của mình thì 100 hay 200 bạn đều có thể dùng được, miễn là nó mang lại kết quả và cho bạn niềm tin nhanh. Khi bạn có niềm tin nhanh thì bạn sẽ bắt đầu khởi động nhanh và bạn bắt đầu có kết quả nhanh. Đấy là cái số 1. Tiếp theo, ngay lập tức chia sẻ cho 2 đến 3 người khác về cái sản phẩm ấy. Chọn những cái gì nó có công hiệu nhanh ấy. Sinh lý nam, sinh lý nữ có công hiệu nhanh này, đúng không? Trẻ hóa có công hiệu nhanh này, rồi khô hạn này kia có công hiệu nhanh này, giảm cân có công hiệu nhanh này, rồi hắt hơi sổ mũi có công hiệu nhanh này, rồi tăng cường năng lượng neurovision này kia nó có công hiệu dụng nhanh này, rồi viêm họng các thứ này cho những cái hồi phục của mình là có công hiệu nhanh này, rồi cái gì nữa có công hiệu nhanh nữa, rồi những cái thứ thuộc về cảm xúc gì đấy có công hiệu nhanh này. Thôi bạn chỉ cần chia sẻ những thứ đấy thôi là bạn xong được vài triệu bạn bán rồi. Sau đó, ngay sau đó, tìm ngay 2-3 người mà người ta muốn mở mã số. 200 điểm là người ta được cái gì ạ? 200 điểm là người ta lập lại 3 tháng, người ta có quà 1.6 triệu. Việc của bạn là hướng dẫn cho 2-3 người như thế là bạn hoàn thành 1.000 điểm chứ gì. Bạn đâu có phải làm một mình đâu, có ai yêu cầu bạn một mình đi bán hết cả 1.000 điểm là 20 mấy triệu đâu. Mình chia ra cho nhiều người. Mình chia ra cho nhiều người và mỗi một người đôi khi họ chỉ cần dùng của mình 2.6 triệu thôi là được rồi. Đó. 2.6 triệu thôi là được rồi. Thế nhưng mà sau đấy bạn lại nói với họ là ê, có mua thêm cái gì không? Để thành 5 triệu. 5 triệu là lặp lại 3 tháng như vậy là mình sẽ có thêm cái phần quà. Đấy là cái cách mình hoàn thành 1.000 điểm. Đấy là một ví dụ nhá. Còn lại khi mà bạn nào mà đặt câu hỏi là làm thế nào để mà mình hoàn thành 1.000 điểm đấy, thì bạn sẽ làm việc với hệ thống dẫn đường của bạn, tìm đến upline của bạn, upline mà chưa giải quyết được tìm đến nhà tư vấn chuyên nghiệp của bạn, nhà tư vấn chuyên nghiệp của bạn chưa giải quyết được tìm đến thủ lĩnh của bạn. Đó, tìm đến thủ lĩnh của bạn. Và tôi, bản thân tôi thì tôi có một cái quan điểm như thế này này. 3 ngày cuối tháng ấy, doanh số bằng doanh số có khi bằng 1/3, thậm chí bằng một nửa doanh số của cả tháng. Bạn nghĩ sao về điều này? Càng áp lực càng làm cho chúng ta bùng nổ. Và nếu như mà bạn mà là những con người mà chịu được cái áp lực đấy thì bạn sẽ là người mà thực sự trở thành những người truyền cảm hứng. Mấu chốt là mình cứ làm sao để mọi người thích mình, mọi người đi theo mình, mọi người muốn đồng hành với mình, mọi người muốn chơi với mình, muốn ăn ngủ với mình, giống như là muốn làm việc với mình. Ê, hiểu theo nghĩa trong sáng nhỉ. Thì mình chỉ cần làm sao để mọi người muốn đồng hành cùng mình, muốn hàng ngày nói chuyện với mình, thế là xong việc thôi mà. Thế cho nên rằng là bây giờ ấy, cái 1.000 điểm đấy là cái cơ hội, là cái tấm vé duy nhất là mình còn có thể tham gia được cái sự kiện này. Đương nhiên sau này nó cũng có thể được nữa, nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn. Còn đây coi như bạn được tham gia từ đầu. Và vào đấy bạn sẽ học được cái cách làm sao để bạn lên được K6, bạn vào được Dream Team. Và Dream Team ấy, bây giờ chỉ còn đúng một cơ hội cho các bạn từ giờ cho đến hết tháng 6 thôi. Là các bạn vào đấy các bạn được học thôi. Còn lại từ tháng 7 trở lên là Dream Team trở thành đào tạo, K8 trở lên là nhà tư vấn chuyên nghiệp mới được học trực tiếp với anh Trương Huy Cường. Đây là những cái tháng cuối cùng mà chúng ta có cơ hội được học trực tiếp cùng với người thật việc thật, một nhân vật huyền thoại mà đang còn sống, anh Trương Huy Cường, để mà đào tạo dẫn dắt chúng ta. Bạn có 6, bạn đang có còn 6 tháng nữa để bạn được đào tạo trực tiếp với anh Trương Huy Cường. Sau đấy là chúng ta về chúng ta tự đào tạo nhau, đúng không? Thì ai mà chả muốn đào tạo với những người mà người ta có cái kinh nghiệm dài, giống như là yêu 1 năm, lấy ở với nhau 1 năm, nó khác ở với nhau 10 năm ấy. Đấy. Thế thì các bạn nghe Anna nói là Anna mới làm được hơn 5 năm, anh Cường làm ngành này được 10 năm rồi.
Thế thì về cái độ gọi là độ chín trong ngành ấy, rất là nhiều. Cho nên là việc của chúng ta là làm sao mà chúng ta cứ càng gần được thủ lĩnh càng tốt. À, thì bạn đến thêm một lý do nữa. Tháng 1 bạn tháng 2 bạn học online game, tháng 1 bạn hoàn thành K4, tháng 2 bạn học online game. Thì bạn sẽ có cơ hội lên K6. Còn những anh chị em nào mà mình đang có đội ở trong tay thì việc của bạn là làm sao đó hỗ trợ tối đa, hỗ trợ tối đa, hỗ trợ tối đa để đồng đội của mình có mặt ở online game. Tạo ra thật nhiều K4. Nhiệm vụ trong 4 ngày cuối tháng của chúng ta là chúng ta tạo ra thật nhiều K4 để tất cả anh chị em mình có mặt ở online game. Và chỉ có khi mà bạn thực sự lên những cái vị trí cao ấy, bạn mới được tham gia vận hành hệ thống. Còn không, bạn chỉ sử dụng nó thôi. Và khi bạn tham gia vận hành hệ thống thì bạn mới thực sự có cơ hội để mà rèn luyện. Tôi đây là đang được rèn luyện đấy chứ. Tôi đây là đang được rèn luyện, đang được nâng cấp bản thân mình đấy chứ. Đang được thách thức bản thân mình đấy chứ. Và chỉ có khi mà mình thực sự dấn thân thì mình mới vận hành. Và khi mình vận hành thì mới trở thành các nhà tổ chức, các nhà đào tạo, các thủ lĩnh truyền cảm hứng. Và mình mới gia tăng được cái sự ảnh hưởng của mình. Và ở đây mình không cần phải nghĩ làm nào để có nhiều tiền đâu. Bạn cứ nghĩ đến việc làm thế nào để mà bạn có ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng bằng cái việc bạn trao giá trị cho người khác. Nếu như hôm nay tôi nói xong mà các bạn, tối hôm nay các bạn post hết lên tường. Bạn nào mà chưa lên K4, post hết trên Facebook nhà mình là tôi sẽ là K4 trong tháng 1 để có mặt ở online game vào tháng 2. Nếu như mà các bạn post hết lên trên đấy có nghĩa là tôi trao được giá trị. Nếu như anh chị em nào đang có độ, bạn post lên tường nhà mình một cái câu tôi sẽ mang 3 người K4 đến học online game, tôi sẽ mang 5 K4 đến học online game, đội của tôi sẽ có 10 người đến học đi học online game, đội của tôi sẽ có 20 người đi học online game. Và cứ cuối một tháng, đầu tháng sau, chúng ta lại tuyên bố với vũ trụ là chúng ta sẽ đưa bao nhiêu người đồng đội đến cái chương trình bán hàng bùng nổ, chúng ta đưa bao nhiêu người đồng đội đến đến đại hội kinh doanh. Đấy, cứ như thế thôi là việc của chúng ta xong. Vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đang nghe cái Zoom này ra một cái quyết định là kết thúc cái Zoom này, mình sẽ post một cái bài post tuyên bố mình sẽ đi với ai đến online game vào tháng 2 thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn. Đấy, thế thì nếu như các bạn không thực sự phát triển lên, các bạn không thực sự tham gia vận hành, không bao giờ các bạn có cơ hội nói được những cái thứ này, đúng không? Tôi vào đây ai mà muốn nói thì tôi cho có 2 phút thôi, còn tôi nói cả tiếng rưỡi từ nãy đến giờ. Bạn biết rồi, bạn thấy không ạ? Và đến lượt các bạn sẽ như thế. Chính cái môi trường, cái ngôi trường đào tạo này sẽ làm cho tất cả chúng ta đều có thể làm được như thế. Đều có thể làm được như thế. Đó, hãy tuyên bố một cái mục tiêu. Nếu mà bạn có mục tiêu kèm theo, tôi sẽ là K5 và tôi sẽ đưa bao nhiêu người đến online game, tôi là K6 và tôi sẽ đưa bao nhiêu đến online game, tôi là nhà tư vấn chuyên nghiệp và tôi sẽ đưa bao nhiêu người đến online game. Đấy, bạn cứ đưa ra một cái quyết định như vậy. Tuyên bố một cái quyết định và sau đấy ngay lập tức bạn trao đổi lại với đội nhóm của bạn. Những người mà đang nghe cái phần chia sẻ ngày hôm nay, trao đổi lại với họ, trao đổi với họ là nhất định là em cần phải có mặt ở sự kiện, vì anh biết là ở chỗ đấy cuộc sống của em sẽ thay đổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì rất nhiều người đến sự kiện cuộc sống của họ đã thay đổi rồi, thì mình có những cái bằng chứng. Và bạn cứ hình dung thế này này. Chúng ta là những cái doanh nhân. Chúng ta hãy nhớ, chúng ta cài đặt là chúng ta là những người doanh nhân. Chúng ta sử dụng nền tảng của tập đoàn, chúng ta tận dụng cái sức mạnh của hệ thống đào tạo dẫn dắt để chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp của riêng mình, để chúng ta được trang bị những cái kỹ năng của một doanh nhân. Để giúp bạn sau này bạn đi ra, bạn có thể làm bất kể một công việc nào thì bạn cũng đã có đầy đủ được trang bị, đầy đủ những cái gọi là vũ khí tối tân hạng nặng để mà bảo vệ cái doanh nghiệp của bạn rồi. Thế mà nếu như mà bạn không tận dụng được cái sức mạnh của hệ thống sự kiện ấy thì rất là lãng phí và mất nhiều thời giờ. Chúng ta làm cái nghề này này là để chúng ta tận dụng được cái nguồn lực, để từ đấy chúng ta không bị mất thời gian. Và mấu chốt của chúng ta là thành công của một cuộc hẹn là dẫn đến một cuộc hẹn tiếp theo. Và một cuộc hẹn tiếp theo phải, chúng ta cần phải đưa tư vấn viên của mình đến cái nơi mà có năng lượng cao hơn. Tại sao mà chúng ta lại cần phải đưa họ đến nơi có năng lượng cao hơn? Bởi vì khi mà họ được tiếp xúc với những cái năng lượng cao hơn thì cái niềm tin của họ thay đổi, cái nhận thức của họ thay đổi và cái hành động của họ thay đổi. Mấu chốt mình làm gì thì làm cho tư vấn viên của mình đưa đến một cái hành động. Đấy, thế thì bạn có thể để ý nhé. Đây này, chính là cái năng lượng cao hơn của sự kiện này. Nói chuyện với một mình á thì không thể năng lượng bằng làm với nhóm, không thể năng lượng bằng hội thảo, không thể năng lượng bằng những cái buổi đào tạo, không thể năng lượng bằng rig game.
League Game xong thì những cái sự kiện này sẽ còn năng lượng hơn cả năng lượng League Game. Đại hội của tập đoàn tập hợp tất cả những cái anh chị em từ leader đến tư vấn viên của chúng ta thì nó lại còn có năng lượng hơn. Cho nên việc của mình là gì? Việc của mình là làm sao đấy để mà cứ đưa được tư vấn viên của mình, đưa được tư vấn viên của mình đến nơi có năng lượng cao hơn thì tự động họ sẽ thay đổi. Và để mà đội của mình á, đến được á, thì bạn biết cái từ khóa của chúng ta bây giờ là gì không ạ? Từ khóa chúng ta bây giờ chúng ta cần tập trung một từ thôi, đó là từ chi tiết. Một từ thôi đó là từ chi tiết. Cứ làm sao mà chi tiết hóa, làm việc lại với từng người, trao đổi lại với từng người, chia nhỏ nó ra. Trong 7 kỹ năng, cái kỹ năng quan trọng đầu tiên á, là thiết lập mục tiêu và chia nhỏ mục tiêu. Mình nhìn một cục mục tiêu mình có thể thấy lo, mình có thể thấy to, mình có thể thấy sợ. Nhưng khi mình chia nhỏ mục tiêu ra thì mình sẽ thấy rằng là à, hóa ra rằng là khi mà chia ra mỗi người làm một tí thì câu chuyện nó cực kỳ đơn giản. Mấu chốt bạn phải là người ra quyết định. Bạn phải là người ra quyết định. Bạn muốn cho đồng đội của mình có mặt ở sự kiện, bạn muốn họ ra quyết định thì bạn phải là người ra quyết định trước. Bạn muốn đồng đội của mình á, hiểu được, thấu hiểu được, sử dụng được, tận dụng được hệ thống này, bạn muốn họ tin thì bạn phải tin trước. Bạn muốn họ mạnh mẽ thì bạn phải mạnh mẽ trước. Bạn muốn họ post một cái bài post tôi sẽ là K4 và tôi sẽ có mặt ở sự kiện online game, để từ đó tôi biết cái cách để trở thành tư vấn viên trưởng, vào đội hình Dream Team, học trực tiếp với thủ lĩnh quốc tế Chu Huy Cường, thì bạn phải là người đồng hành với người ta trước. Bạn phải cho người ta thấy được cái sự tận tụy của bạn trước. Bạn phải là người ra quyết định trước thì tự động lúc đấy tư vấn viên của mình sẽ ra quyết định. Mà cái ra quyết định của mình là gì? Là ra quyết định đồng hành với người ta, là ra quyết định chi tiết với người ta, là ra quyết định ngồi xuống để hỏi thăm người ta từng cái đơn hàng, từng người người ta đang tiếp xúc. Tôi tin tưởng một cái niềm tin tuyệt đối rằng nếu như mà bạn làm trực tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ với từng thành viên ở trong đội của bạn, theo một cái cách mà đầy trách nhiệm, theo một cái cách còn cẩn thận, chu đáo hơn cả những gì bạn làm với chính bản thân mình, thì nhất định 4 ngày rưỡi này đủ sức, dư thời gian để bạn đưa họ lên K4. Để bạn tạo ra các K4 và đưa đồng đội của mình có mặt ở online game. Và bây giờ còn một vài phút cuối, tôi rất là mong là thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, dù họng của anh hôm nay chắc là vẫn nói được khoảng 2-3 phút, rất mong thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường truyền cho tất cả anh chị em có mặt ở trên Zoom một cái nguồn năng lượng để anh chị em có thể bứt phá trong những cái ngày cuối tháng như thế này, để toàn bộ hệ thống của chúng ta tháng này sẽ vượt sang một cái đích, một gọi là một cái mức mới ở trong tổng doanh số, và đưa tối đa đồng đội của mình có mặt ở online game cũng như các sự kiện của tập đoàn ạ. Nếu mà thủ lĩnh quốc tế đã sẵn sàng thì mời thủ lĩnh quốc tế bật mic. Xin chào tất cả anh chị em, cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn. Bao nhiêu số các bạn nghe thấy giọng Cường nó rất là khác từ giờ dương ngón tay cái. Vẫn hay. Cảm ơn cả nhà nhiều. Tháng vừa rồi có 4 cái sự kiện đúng không? Là trại chiến binh bất tử tại Đà Lạt, sau đó là 3 cái League Game. Và chúng ta đã tạo ra rất nhiều những cảm xúc. Và Cường tin là sau 4 cái sự kiện tháng 1 thì rất nhiều anh chị em được chuyển hóa và ra những quyết định lớn. Mỗi một cái sự kiện, ví dụ như sự kiện là hơn 1.900 người ở Hà Nội, chỉ cần 10 người ra quyết định lớn thôi thì chúng ta đã hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của năm 2021 rồi. Nhưng tôi tin tưởng là không phải là 10 người mà lại hàng trăm người ra quyết định lớn. Đấy, cho nên là cái việc mà bùng nổ thì là đương nhiên, đúng không nào? Năm 2021 này với một cái lịch sự kiện, một cái chương trình đào tạo mà bản thân hệ thống S69 chúng ta đã tích lũy đủ về lượng trên chất sẽ đổi rất là mạnh. Thế thì giống như thủ lĩnh cao cấp Anna Nguyễn nói ấy, bạn chỉ cần trải qua 4 sự kiện. Đó. Bạn chỉ cần trải qua 4 sự kiện và bạn sẽ không nhận ra được chính con người của mình. Bản thân Cường vậy thôi, trưởng thành từ sự kiện, và mình không hình dung ra được cái con người, tưởng tượng cái con người của mình 1 năm trước tại sao nó lại như thế, 2 năm trước, 3 năm trước.
tại sao nó lại ấu trĩ như thế, tại sao nó lại cũ kỹ như thế, ví dụ như vậy. Và cứ mỗi một sự kiện thì các bạn sẽ được lột xác, mỗi sự kiện các bạn lột xác, mỗi sự kiện một lột xác, mình buông bỏ đi được rất nhiều thứ đấy, và mình nạp thêm được một số những cái từ khóa, giống như là mỗi một sự kiện mình nhặt thêm vài cái hòn sỏi vào đầu, đúng không? Nạp thêm vài hòn sỏi vào đầu để mình lớn lên đấy, và mình khi mà mình lớn lên ấy thì cái tổ chức của mình nó cũng lớn lên đấy, và con người của mình thay đổi. Và 2021 này với một cái tinh thần tất cả các chiến binh S-9, chúng ta sẽ cùng nhau tôi luyện thông qua các cái chương trình huấn luyện và đào tạo, trở thành những chiến binh bất tử, trở thành những doanh nhân có tinh thần lớn, những doanh nhân chân chính, có tinh thần lớn, có nghị lực phi thường, có ý chí sắt đá, có sự kiên trung, để chúng ta có thể xuyên thủng mọi mục tiêu. Cái việc mà với cơ hội Sibri và với cái lò S-9 chúng ta có một cái ô tô rồi có 30 đến 50 triệu thì quá bình thường. Với cái cơ hội này mà mình không đạt được mục tiêu tài chính 100 triệu trở lên thì thật là lãng phí, đúng không? Và 100 triệu đó bằng cách mình thay đổi cuộc đời của rất nhiều những con người để mình có cái 100 triệu đó trở lên. Thì với cái thị trường này thôi, với cái công cụ Sibri và với hệ thống, với cái lò này, thì cần tin tưởng tuyệt đối, các bạn chỉ cần nắm chắc tham gia sử dụng cái hệ thống này, đúng không? Và dần dần tham gia vận hành thì chắc chắn cuộc đời của mình thay đổi, và mình tạo cho mình một cái bước ngoặt cuộc đời sang một cái trang sử mới hoàn toàn. Đấy, và hôm kia thì Cường có post một cái post trên Facebook ấy. Chúng ta kinh doanh Sibri ở Việt Nam chỉ là làm nháp thôi. Đấy, và sắp tới trong các cái chương trình huấn luyện thủ lĩnh, Cường cũng sẽ nói với lại các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh chúng tôi sẽ tiến rất là nhanh để làm gương, đấy, để làm một cái nền tảng để tất cả anh chị em chúng ta bước tiến tiếp theo. Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau, sau khi làm nháp xong ở cái thị trường này, chúng ta sẽ mang cái công thức thành công, chúng ta đóng gói nó lại, chúng ta đi phục vụ thế giới. Đấy, và sống một cái cuộc sống thực sự là đang sống. Chúc cho anh chị em, tất cả anh chị em chúng ta xuyên đích một cách mạnh mẽ tháng 1 để khởi đầu một cái năm mới mà bứt phá. Thế còn ai đó mà họ nói là sắp Tết rồi mà chưa ra quyết định, rồi để sau Tết mới làm ấy, thì anh chị em hãy nói với họ là bây giờ đã gần hết tháng 1 năm 2021 rồi, đúng không? Và cuộc đời của bạn cũng đã trì hoãn bao nhiêu lần rồi. Và bây giờ nếu như bạn để hết Tết ấy, là sắp hết quý 1. Và hết quý 1 là hết năm 2021. Vậy, và trì hoãn là thất bại. Và mình mạnh bao nhiêu ấy, thì mình sẽ dẫn dắt và giúp những người khác mạnh. Đó, bởi vì sao? Bởi vì cái tiềm thức của họ, của những con người họ chưa ra được quyết định, là bởi vì họ còn lười, còn trì hoãn rất là nhiều, cho nên là cuộc sống nó vẫn thế. Nên chúng ta là những người dẫn đường, mình cần phải mạnh để dẫn dắt, để giúp cho mọi người mạnh hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em và cảm ơn thủ lĩnh cao cấp An Lã Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em. Dạ vâng ạ. Biết ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, đúng không ạ? Dù thế nào vẫn truyền cảm hứng, truyền động lực cho anh chị em chúng ta. Và xin nói tóm lại kết một câu là cái việc mà mình tuân thủ hệ thống sao chép, nó giống như cái việc mà mình định hướng ra một cái vector. Và khi mà tất cả những thành viên trong đội của mình, mà trước tiên phải là chính mình, khi mà mình tuân thủ theo cái vector đấy, nếu như mà bạn có một người muốn kinh doanh với bạn mà bạn muốn người ta tuân thủ, bạn muốn người ta làm nhanh, bạn muốn người ta hành động quyết liệt, thì bạn phải là người như thế trước. Bạn phải là một cái khuôn chuẩn thì bạn sẽ đúc ra được những cái sản phẩm chuẩn. Và ở đây với cái việc hệ thống sao chép này sẽ giúp cho anh chị em chúng ta, ngay cả khi anh chị em chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng ta vẫn có khả năng là định khung và điều hướng cho hệ thống của mình. Và khi chúng ta có thể chúng ta mới và chúng ta chưa đủ cái kinh nghiệm để mà chúng ta dẫn dắt hệ thống, thì đã có một hệ thống dẫn đường, định khung và dẫn dắt cho toàn bộ đội nhóm của chúng ta. Và tôi đã chuẩn bị cho những cái năm tiếp theo sống ở một quốc gia khác để sẵn sàng mở rộng thị trường ra châu Á. Và anh chị em thủ lĩnh chắc chắn là họ sẽ làm. Những cái người đồng đội của chúng ta, có khi những người ngay bên cạnh bạn chắc chắn họ sẽ làm. Còn bạn thì sao? Hãy đặt câu hỏi cho chính mình. Nếu mà bạn
vẫn chưa tìm kiếm được một cái con đường nào mà đang trong chu kỳ tăng bùng nổ như Siri ở Việt Nam hiện nay, thì tôi tin rằng là cái việc mà bạn tận dụng cái quý đầu tiên của một năm, khi mọi người còn đang mơ màng, khi mọi người còn đang hờ hững, khi mà mọi người còn đang muốn nghỉ ngơi chơi Tết, thì bạn đã tận dụng được 3 cái tháng đầu năm này. Bạn tận dụng được tháng 1 có nghĩa là bạn sẽ tận dụng được tháng 2. Nếu bạn bỏ qua tháng 1 có nghĩa là tháng 2 là tháng Tết đã bạn bỏ qua hoàn toàn luôn, tháng 3 là hết quý 1 của năm rồi. Trong khi người ta vẫn đang còn loay hoay, chúng ta đã có một cái định hướng rõ ràng, một cái định hướng rõ ràng để tận dụng cái sức mạnh trong cái thời gian đầu tiên của cái quý 1 của năm 2021 để làm cho chúng ta có một năm 2021 thực sự bùng nổ. Và chúng tôi tin một cái niềm tin tuyệt đối là tất cả chúng ta khi chúng ta có mặt ở 3 cái sự kiện trong cái quý đầu của năm này, thì cả cái hành trình năm 2021 này của chúng ta nó sẽ trôi qua một cách nó giống như là những cái khuôn đúc ra, và đến cuối năm nay các bạn chắc chắn tối thiểu các bạn sẽ là trở thành thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe Simon Gonet. Xin cảm ơn, biết ơn anh chị em rất nhiều. Xin hãy truyền cái nguồn cảm hứng, cái nguồn động lực này trong đội nhóm của mình. Và hẹn gặp lại anh chị em ở Online Camp vào tháng 2. Xin chào và hẹn gặp lại.